Bạn thân mến, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu chương tiếp theo của bộ tiểu thuyết ngôn tình. Bí mật nơi góc tối của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Mời bạn cùng nghe, chương 51, cùng đi du lịch phần 1. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, vang lên trong không gian yên ắng như một bản nhạc. Chu Tư Việt quay sang liếc cô, thấy nhà đầu này ngồi xếp bằng trên giường, đã chiếm hết giường cậu lại còn làm vẻ mặt vô tội lại còn cười cậu quay đầu về hơi nghiêng người ra trước tìm gói thuốc đặt cạnh máy tính ngậm lên miệng cúi đầu đốt điếu thuốc đinh tiễn không động đậy ngồi trên giường nhìn bóng lưng của cậu cậu hít một hơi hơi ngửa đầu ánh sáng từ vi tính hắt lấy tia sáng xanh yêu ớt trong nháy mắt khói mờ tàn ra sau đó cậu cúi đầu gõ điếu thuốc vào mép gạt tàn khẽ gạt tàn thuốc rồi lại đưa tay lên đốm sáng ở đầu điếu thuốc dựng đứng trong không trung một bàn tay khác gõ lên bàn phím cạch cạch rồi nghe thấy cậu thấp giọng lên tiếng mà chẳng quay đầu không cần đinh tiễn vén chăn xuống giường đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống chu tư việt ngậm điếu thuốc trong miệng hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím ánh mắt dán thẳng vào màn hình lạnh nhạt nói nếu không ngủ nữa thì trời sẽ sáng đấy đinh tiễn nhìn chương trình trong máy tính rồi đưa tay cầm lấy điếu thuốc nơi miệng cậu ngậm vào miệng mình khẽ hít một hơi Mùi khói thuốc ngập tràn khoang mũi làm cô bị sặc, ho khan dữ dội, Chu Tư Việt nghe thấy tiếng thì động tác trong tay dừng lại. Khép laptop lại, duỗi người dựa ra sau thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, buồn cười nhìn cô, "Có bệnh à?" Đinh Tiễn mặt đầy khổ sở ném điếu thuốc vào gạt tàn. Lẻ lưỡi, cay quá, Chu Tư Việt im lặng nhìn cô, tiện tay ném chai nước trên bàn qua cho cô, "Uống xong rồi đi ngủ đi." "Còn cậu?" Đinh Tiễn nhìn cậu, Chu Tư Việt nghiêng đầu qua, Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn tí tách như cũ. "Cậu đừng làm loạn, cậu đang sợ gì hả?" Chu Tư Việt tớ không ngại, vẻ mặt của Đinh Tiễn cứ như muốn nói nếu cậu không ngủ thì tớ sẽ không ngủ, tớ thức suốt đêm với cậu. Chu Tư Việt bất đắc dĩ cười, đưa tay gõ vào sau gáy cô, thở ơ nói, "Cậu đi trước đi, tôi hút xong điếu này sẽ qua." Đinh Tiễn vui mừng, lúc này mới yên tâm đứng dậy. "Được, tớ chờ cậu ở trên giường." Chu Tư Việt liếc cô một cái đầy ý tứ. Cho đến khi Đinh Tiễn rời đi, cậu mới xoay người cầm bao thuốc lá trên bàn lên. Đinh Tiễn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào sau gáy của người đàn ông. Khói xanh lượn lờ trên đầu ngón tay, lượn quanh dưới bóng đèn mờ vàng, phác họa bóng lưng đầy buồn bã và uể oải của cậu. Rồi cô chợt bừng tỉnh, thực ra cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, tâm sự lại nặng nề hơn. "Chu Tư Việt," cô gọi, cậu cúi đầu nhả khói, đáp bằng âm mũi, "Ừ, chú gì vẫn khỏe chứ?" Từ khi gặp mặt, đề tài này luôn bị cậu cố gắng né tránh. Chưa từng nhắc qua, có mấy lần Đinh Tiễn muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm đến một vài chuyện sâu trong nội tâm cậu không muốn nhắc tới. Nên cũng không dám hỏi, nhưng hôm nay lại không nhịn được, dù sao thì hồi trước Chu phu nhân cũng rất tốt với cô. Cực cực tốt, mãi lâu sau Chu Tư Việt vẫn không lên tiếng, tàn thuốc trên tay bị rơi xuống, tích tụ thành một nhúm cho, lúc này cậu mới đáp, vẫn khỏe, đinh tiễn à một tiếng đáp chăn lại giọng đầy phiền muộn bây giờ bọn họ đang ở đâu ở một thị trấn phía nam thanh âm của tiểu cô nương yếu dần từ hôn không phải là ý của tớ còn chưa nói hết câu bỗng bóng lưng lập tức đứng dậy chu tư việt dập tắt điếu thuốc tha dép về phía giường đinh tiễn vội vàng nhắm mắt lại cảm giác thấy bên giường luôn xuống bên cạnh có người nằm dáng người cao lớn chiếm phân nửa giường người đàn ông nhắm mắt lại thấp giọng bảo chuyện này không liên quan đến cậu ngủ đi, đinh tiễn hơi nghiêng người sang, vùi cả người vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, lặng lẽ quan sát cậu, đường viền rõ ràng, cầm mượt mà như được dao khắc, đường nét lạnh lùng cứng rắn, mày nhọn, mũi cao môi mỏng, tóc dài, trông hài hòa đến lạ, ai nói thời gian giống như dao mổ heo vậy, vì sao cậu lại ngày càng đẹp lên thế, trói sáng, vô lại, trầm mặc, ít nói. Dù cậu có thế nào cũng đều là con cưng của năm tháng ông trời bất công với cậu, nhưng may mà, tại những tháng ngày như giao đây, lại rất dịu dàng với cậu. Chu Tư Việt nhắm hai mắt, bỗng cầm lấy gối đặt vào giữa giường, đinh tiễn cúi đầu nhìn gối, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt cậu, không hiểu, cái gì đây, đến mí mắt cũng không thèm mở. Chu Tư Việt lười biếng nói, phòng ngừa nửa đêm cậu bò qua, rốt cuộc vẫn là con gái mặt mỏng, đinh tiễn tức giận, chui cả người vào chăn. Đến một cọng tóc cũng không lộ ra đắp kín chăn giận dữ nói, ai mà mò qua chỗ này thì chính là con cún. Nói xong, đinh Tiễn núp trong chăn thở dốc không ngừng, tim đập thình thịch thình thịch, từ lúc cậu bắt đầu nằm xuống, nghe thấy tiếng thở của cậu, mặt cô đã đỏ tới tận mang tai. Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng mở mắt, nghiêng đầu liếc nhìn nhưng chỉ nhìn thấy mỗi chiếc chăn. Cậu nhếch môi cười, đinh Tiễn nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên nhìn. Đúng dịp cậu đang nghiêng đầu qua. Trong ánh mắt như cười như không ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên lập tức chui vào trong chăn không dám thỏ đầu ra ngoài đúng vậy thực chất vẫn có chút sợ hãi chu tư việt vui vẻ lần nữa nhắm mắt lại ngủ đi trong chăn truyền ra giọng nói yêu ớt chúc ngủ ngon hai mươi phút sau người trong chăn ngủ say đổ mồ hôi đầm đìa chu tư việt mở mắt ngồi xếp bằng liếc nhìn người bên cạnh cậu xoa cổ im lặng nhìn mấy giây sau đó kéo chăn xuống chắc tiểu cô nương đã rất mệt rồi ngủ say sưa, môi hơi cong lại còn chề ra. Trông rất đáng yêu, Chu Tư Việt nhìn chằm chằm một lúc, lại sợ có mũi bay vào nên kéo chăn lên, che kín môi, lúc này mới xoay người xuống giường. Mấy giây sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Đây là lần thứ hai cậu tắm trong đêm nay. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn mơ màng vừa tỉnh giấc, tiết học đầu tiên là của thầy Vương. Cô nhìn màn hình điện thoại, rồi lập tức nhanh chóng xuống giường. Chu Tư Việt đem bữa sáng tới tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy đinh tiễn ẩm ý vừa cột tóc vừa chạy vào nhà vệ sinh. Cậu đặt bữa sáng trên bàn. Đi tới cửa nhà vệ sinh đưa bàn chải đánh răng cậu vừa mua vào. Rồi dựa vào cửa hỏi. Tiết của ai? Cảm ơn. Đinh tiễn cột tóc. Nhận lấy. Vừa bôi kem đánh răng vừa nói. Vương Xuân Hoa. Vương Xuân Hoa nổi tiếng không có tình người. Đi trễ thì bị trừ điểm quá trình. Nếu đi trễ ba lần sẽ cho rớt. Cúc học là đánh rớt ngay điểm thành tích bình thường đến một điểm cũng không hề cho đinh tiễn gấp đến độ tay chân cuống hết lên trái lại chu tư việt rất bình tĩnh dựa cửa nhìn cô đánh răng bữa sáng để trên bàn lúc đi đừng quên đem theo di động cậu hết pin tối hôm qua tôi sạc giúp cậu rồi sắp xếp tì mì đâu ra đấy không cần phải lo đinh tiễn cầm bàn chảy ngẩn người ngậm nước xúc trong miệng má phồng lên nghi ngờ nhìn chu tư việt điện thoại hết pin lúc nào sao cô không biết Chu Tư Việt nhướn mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở cô, 7 phút nữa, cô ục ục xúc miệng rồi nhổ ra, cậu không đi học à chiều mới đi, cúc học hả, Đinh tiễn đưa đầu ra dò xét, giáo sư Diệp dạy, tôi không cần gì, giáo sư Diệp gạch tên cậu rồi à, Chu Tư Việt liếc xéo cô, kéo ghế ra mở máy tính lên, dạng hai chân ra, lấy thuốc ngậm lên miệng, đốt lửa, tay chống lên mép bàn, từ từ nhả khói, rồi hời hợt nói học xong rồi sau đó đinh tiễn mới biết chu tư việt đã học xong học phần tổng quan trí tuệ con người của học kỳ này từ lâu rồi hình như trong tay cậu còn có hạng mục đi theo giáo sư diệp trên đường đến trường đinh tiễn mở điện thoại lên mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc đều do bạn cùng phòng gọi với gửi lướt tiếp lướt tiếp ồ cô từ từ dừng bước nhìn chằm chằm một số lạ nằm trong danh bạ điện thoại chỉ chú thích có một dòng sau cơn mưa trời lại sáng trong không khí đều là mùi đất, lá cây xanh biếc, những hạt mưa còn đọng lại trên lá. Đinh Tiễn như người thấy chút vị ngọt ngào trong bầu khí quyền. Còn 10 phút nữa là đến giờ học, Đinh Tiễn chạy đến lớp, mấy người từ xa xa cũng cùng lúc chạy vào, ánh mắt nhìn quanh một lượt, Phòng tỏa mục tiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói, tối qua cậu đi đâu, thành thật khai ra, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, sao lại tắt điện thoại trừ ban gia du ra thì từ xa xa và lâu phượng đều có dáng vẻ nếu không nói rõ thì tuyệt đối không bỏ qua cho cô đinh tiễn nhìn ban gia du với ánh mắt cầu cứu thế nhưng cô nàng này lại chẳng để ý đến mình vẻ mặt như bà đây không giúp được cậu rồi tự mình cầu phúc đi đinh tiễn kéo tay của lâu phượng đang treo trên cổ mình ra lúc này mới nói mưa to quá đó mà không mang dù ngủ ở nhà bạn một đêm lâu phượng bạn nam hay nữ Đinh Tiễn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Nữ, lâu phượng và từ xa xa đồng loạt lên tiếng. Tưởng tụi mình tin chắc, lập tức rước lấy mấy ánh mắt nhìn sang. Đinh Tiễn cúi đầu, là bạn học cũ của mình. Nam, được chưa? Đột nhiên lâu phượng và từ xa xa sắp lại gần. Nhỏ giọng hỏi cô, đau không? Đinh Tiễn sững sờ, không hiểu tí ti gì. Lâu phượng lại đến gần. Dầu môi nói, lần đầu tiên chắc chắn đau. Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng đã hiểu. Cô quính lên, hai tay nhéo lỗ tai hai người mặt đỏ tới tận mang tai hai cậu ban ra du hệt như chị cả đưa tay ngăn lại được rồi được rồi đừng làm rộn nữa học thôi chuông vào học vang lên vương xuân hoa giữ mọi người lại dặn dò thêm sau giờ học ngày quốc khánh các em về viết mã trò chơi rồi nộp lên trò gì cũng được chủ yếu là để xem các em phát huy đến đâu sang năm có cuộc thi acm bạn học nào có hứng thú thì có thể tham gia qua mạng trước bốn người trong phòng nhìn nhau thầm than thở kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày đinh tiễn nhận được điện thoại của diệp uyển nhàn nói rằng bà dẫn đinh tuấn thông đi du lịch nếu có về nhà thì trong tủ lạnh có thức ăn để cho cô cô cũng không tính về ban gia du ngồi máy bay cả đêm về thượng hải còn từ xa xa đã hẹn bạn đi du lịch tứ xuyên lâu phượng thì ở lại phòng học bài biết được đinh tiễn cũng không đi đâu bèn thân mật ôm lấy cô hai người chúng ta đều là đứa bé không ai muốn. Đi theo chị Phượng của cậu đi, nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu. Bất chợt điện thoại trong túi rung lên hai tiếng zia -a, a a. Đinh Tiễn lấy ra nhìn, là tin nhắn Nguyên Phóng gửi. Em Đinh Tiễn này, anh là anh Nguyên đây. Quốc Khánh này anh với anh Chu Tư Việt của em định đi Nam Kinh một chuyến. Em có muốn đi chung không? mươi 52, cùng đi du lịch phần 2. Lễ Quốc Khách tại thành phố nam kinh có buổi triển lãm công nghệ cao được tổ chức ở bảo tàng khoa học phía triển lãm mời giáo sư diệp đến tham quan nhưng mấy ngày đó giáo sư diệp phải đi trao đổi ở đài loan thế là ông xin thêm với bên triển lãm mấy suất để học trò của ông đi tham quan vốn được tám suất chu tư việt là do giáo sư diệp bổ nhiệm những người còn lại đều là tự nguyện đường xá nam kinh xa xôi nên đa số mọi người chỉ muốn làm tổ ở thư viện ôn bài vở ngoài trừ mấy người thích công nghệ cao ra đi Nam Kinh, Đinh Tiễn nhắn tin hỏi lại. Nguyên Phóng, ừ, có buổi triển lãm khoa học kỹ thuật mời bọn anh đi. Nếu em muốn đi thì để anh thêm vào danh sách. Đây là chính miệng anh Chu của em nói đấy. Đinh Tiễn dán mắt nhìn lấy hai chữ anh Chu thật lâu. Lòng chợt rung động, một lúc sau, Nguyên Phóng lại gửi tin nhắn đến. Anh Chu của em còn nói, nếu em sợ đi một mình chán thì có thể rủ bạn đi cùng. Đinh Tiễn nhìn sang lâu phượng, chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng chẳng hy vọng gì nhưng lâu phượng lại kích động vô cùng, trông hệt như bắp mặc áo. Đi chứ đi chứ, có trai đẹp đúng không? Đinh tiễn cảnh giác nhìn cô nàng, lâu phượng cười khà khà không ngừng. Có phải là bạn học hồi cấp 3 của cậu không? Yên tâm, mình tuyệt đối không cướp bạn trai của bạn cùng phòng đâu. Đinh tiễn, vẫn chưa phải, lâu phượng, có sắp là bạn trai cũng sẽ không cướp. Đinh tiễn giờ khóc giờ cười. Chị Phượng à, em đây không có ý đó. Lâu Phượng đặt mông ngồi lên băng ghế có phần nản lòng, đùa thôi mà, chứ như mình đây, gầy hơn 10 cây gì cũng chẳng ai thèm. Lúc nói câu này trông cô nàng rất kém, cúi gục đầu, rất tủi thân, đinh tiễn chấn an, thật ra thì chị Phượng cậu ngũ quan rất đẹp, nếu gầy xuống chắc chắn xinh lắm, mắt lâu Phượng sáng lên, thật hả, đinh tiễn gật đầu, vô cùng chân thành, còn thật hơn chân châu nữa, lâu Phượng vui lên, mở ngăn kéo ra lấy hết đống quả ăn vặt ném vào thùng rác rồi lại hạ quyết tâm giảm cân lần nữa. Đinh Tiễn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cũng vui lây. Sau khi Đinh Tiễn đồng ý, Nguyên Phóng báo lại danh sách lên giáo sư Diệp. Giáo sư Diệp vừa dậy xong, thu dọn giáo án, cầm lấy danh sách của Nguyên Phóng, đẩy kính lão lên, nheo mắt nhìn hồi lâu rồi lại nhìn sang Chu Tư Việt bên cạnh như có điều nghĩ ngợi. À, tiểu từ nhà em, sau đó kẹp giáo án vào khuỷu tay, nghênh ngang rời đi, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh mọi người tập trung ở cổng trường rồi đến ga tàu lúc đinh tiễn đến mấy người chu tư việt và nguyên phóng đã có mặt rồi cậu mặc áo tê sớt ngắn tay không mặc áo khoác tay đút trong túi quần dáng người cao lớn đứng trước cổng trường thân hình hơi gầy trái lại trông hệt như bảng hiệu chữ lâu phượng kích động kéo cánh tay cô nói vào bên tai cô không phải là người mặc tê sớt đen đấy chứ sặc mắt chuẩn thật đấy đinh tiễn không đáp Thấy vẻ mặt của cô Lâu Phượng chỉ coi như cô ngầm thừa nhận. Đứng từ xa đã không nhịn được đánh giá. Chân dài lắm, dáng người không tệ đâu. Đinh Tiễn muốn bịt miệng cô nàng lại. Từ xa Nguyên Phóng đã nhìn thấy mấy người các cô. Bèn giơ tay vẫy, em gái tiểu đinh, bên này này, Chu Tư Việt đang nói chuyện với cây hàng cũng quay đầu sang. Khẽ nheo mắt, Lâu Phượng nhìn thẳng, chật chật kéo tay đinh tiễn nói. Em gái tiểu đinh, được lắm, mình cũng coi như gặp rất nhiều chàng trai rồi thế nhưng có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được anh đẹp trai nào như thế. Đinh Tiễn dương mắt, cứ thế mắt đối mắt người kia, ánh mắt của cả hai giao nhau trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng tách ra. Chu Tư Việt cười nhạt tiếp tục chuyện trò với kê hàng. Đinh Tiễn vội cúi đầu đỏ mặt. Lâu Phượng véo rái tay nhỏ của cô, thở dài nói, dù gì qua lại cũng chẳng nhiều, lại gần nghe, hai người họ cũng chẳng nói về đề tài nghiêm túc gì, toàn là trò chơi cả. Nguyên Phóng kéo Chu Tư Việt. Cật nhà bảo, đừng nói chuyện nữa, em gái tiểu đinh của mày đến rồi kìa. Chu Tư Việt liếc xéo cậu ta, Nguyên Phóng lập tức thôi cười. Được rồi, tôi im mồm đây, trái lại đinh tiễn rất thoải mái chào hỏi cùng mấy người họ. Trùng hợp đều là người cô có biết, anh Nguyên, chủ nhiệm, sau đó, ánh mắt chuyển đến người cao nhất đứng giữa. Tóc mái rũ nhẹ xuống chán, hai tay đút túi, đang cục mắt liếc cô, vẫn là dáng vẻ ung dung như thế, chờ nghe cô gọi mình thế nào đinh tiễn ngẩng đầu nhìn cậu giọng réo rắt anh chu chu tư việt cong môi khẽ gật đầu vô cùng hưởng thụ ừ nhìn vẻ mặt của cậu đinh tiễn thừa biết trong bụng người này đã được một tiếng anh chu kia làm thoải mái rồi thế là cô tức giận nhìn cậu thầm ai oán đồ cầm thú đồ cầm thú sau đó lại giới thiệu đây là bạn cùng phòng của em lâu phượng lâu phượng cứ như có quen vậy không cần giới thiệu kỹ cũng có thể nói đúng tên mấy người họ anh nguyên phóng đúng không hôm em và từ xa xa mới đến chính anh dẫn bọn em đi đấy nguyên phóng gãi đầu à chủ nhiệm kê của câu lạc bộ hoạt hình chào anh chào anh kê hàng lịch sự nho nhã phải phép đáp lại chào em đến đây lâu phượng cố ý dừng lại chậm rãi chuyển ánh mắt sang chu tư việt quan sát từ trên xuống dưới em thật sự chưa gặp anh chu này bao giờ cả theo lý mà nói nếu đẹp trai như thế không thể có chuyện em không ấn tượng được chỉ có thể nói là do anh chu anh quá khiêm tốn nguyên phóng khoác tay lên vai chu tư việt cười nói đúng là lão đại của bọn anh khiêm tốn thật cũng may là cậu ta khiêm tốn nếu không làm gì có chuyện bọn anh sống yên bình được cửa đã sớm bị người ta đập phá rồi lâu phượng nhìn đinh tiễn đầy ý tứ dù sao cũng phải lấy lại mặt mũi cho bạn cùng phòng mới được vậy là không cam lòng yếu thế nói tiễn tiễn bọn em cũng thế mà còn có ai nữa không vì ngăn lâu phượng nói lung tung, Đinh Tiễn mở miệng ngắt lời, nguyên phóng a à một tiếng, nhìn khắp nơi một lượt, còn có hai người lớp siêu nữa. Nói rồi quay sang Kê Hàng hỏi, sao Hình Lộ Phi vẫn chưa đến? Kê Hàng vừa rút điện thoại ra vừa nói, để tôi gọi, vừa dứt lời, Hình Lộ Phi đã chạy đến từ đằng sau. Trong sương mù dày đặc của phương bắc, một cô gái mặc quần đùi nhỏ, đôi chân dài thẳng thớm, đi giày cao gót 53 cm từ tốn bước đến qua màn xương có thể nhận ra, cô ấy còn trang điểm, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng trước mặt mấy nam sinh, cười, mình không đến trễ chứ, mắt nguyên phóng nhìn thẳng, lắc đầu liên tục, chố mắt nghẹn họng không không, đúng 11 giờ đêm đến Nam Kinh, mười mấy tiếng đi đường vất vả, người nào người nấy mệt mỏi ra mặt bước xuống tàu, đinh tiễn chẳng tài nào mở mắt nổi nữa, chỉ nghe thấy lâu phượng líu díu bên tai không ngừng, ai ôi, cậu thấy hình lộ phi chưa thế? người gì mà cứ như tượng ấy, ngồi tàu mười mấy giờ mà phấn cũng chẳng rơi rớt, còn cậu kia, mắt đen tới nỗi nấu được rồi đấy, suy cho cùng thì cũng được huấn luyện từ siêu pơ gơn đi ra. Ai mà không muốn làm nữ siêu nhân kinh công đâu, có điều cần phải có tư cách đã, đinh tiễn quyết định rồi, lúc về phải học trang điểm, ở ga tàu đoàn người nhốn nháo nhộn nhịp, vừa có một đoàn hành khách đi xuống, cả đám người như ong vỡ tổ đùn đẩy nhau đi đến cửa. Đinh Tiễn đeo túi lớn cả mấy lần đều bị người ta đành đến trong góc hành lang. Vóc dáng lâu phượng lớn, không sợ bị đụng, chỉ sợ cô đụng người ta mà thôi. Không ai đẩy nổi cô nàng cả, cứ như thế vững vàng đi ra ngoài. Quay đầu lại, chỉ còn mỗi mình mình. Đinh tiễn dán vào tường thở hồn hển nghỉ ngơi. Định chờ nhóm người này đi qua rồi tính tiếp. Bất chợt có người kéo túi của cô. Xách người ra ngoài, đi theo tôi. Đinh tiễn ngẩng đầu, trông thấy chiếc tê sớt màu đen quen thuộc. Vừa nãy ở trên tàu, cô đã nghiên cứu kỹ mấy chiếc tê sớt cậu mặc gần đây. Trước ngực hoặc là diều hâu, sư tử, hổ, toàn là các loài động vật có thể xưng là bá vương và vẫn có quyền tự do cao ngạo. Đinh Tiễn cũng biết nhất định không cam lòng với nơi này. Chu Tư Việt cầm túi của cô, dẫn cô đi ra ngoài. Tiểu cô nương ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, vẫn cứ luôn ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng lại bị cậu đập một phát không chút lưu tình. Nhìn đường đi, cậu có mục tiêu gì không? chu tư việt cúi đầu liếc cô rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi ngược lại còn cậu đinh tiễn lắc đầu tiếc nuối than thờ cậu không nhận thấy mọi hoài bão cao xa đều chỉ có khi còn bé ư vì khi đó còn rất đơn thuần cho rằng thế giới giống như chúng ta nghĩ nhưng khi cậu thực sự bước chân vào xã hội này cậu sẽ phát hiện thế giới này hoàn toàn khác xa trong suy nghĩ của cậu bây giờ nguyện vọng duy nhất của tớ chính là hy vọng được cậu cúi đầu ừ là gì hòa bình thế giới, đinh tiễn cúi đầu, thấy khóe môi cậu sắp nhếch lên thì vội nói. Cậu đừng cười, tớ nghiêm túc đấy, tôi biết, lại khôi phục giọng điệu bình thường. Dòng người chậm rãi xê dịch, rời đến cửa soát vé. Có một người phụ nữ vừa ôm con lại sách túi lớn túi nhỏ. Chen trúc trong đám đông tới nỗi mồ hôi thấm ướt cả lưng. Lúc tiến lên trước thì vô tình dẫm phải chân một người đàn ông. Người đàn ông đi dép kia không vui nhíu mày lại. Tiện tay đẩy người phụ nữ ra đứa con khóc toáng lên người qua đường đều cố gạt ra muốn đi lên xem ồn ào người phụ nữ đứng không vững ngã về phía đinh tiễn may mà có chu tư việt nhanh tay lẹ mắt đứng cạnh đỡ nâng đầu đứa bé lại còn nhường chỗ để hai người bọn họ đi ra trước người phụ nữ ôm con cám ơn cậu liên tục người phụ nữ vừa đi vừa nói với đứa con nhỏ sau lưng bằng chất giọng phổ thông không quá tiêu chuẩn sau này lớn lên phải giống như anh kia đấy thật ra những chuyện như thế lúc trước cũng thường gặp khi hai người thỉnh thoảng làm bài tập xong đi ra ngoài chơi cậu lớn lên ở yến tam từ nhỏ trong hẻm ngõ không ai không biết cậu thấy người là gọi con mèo của chú trương câm là do cậu nuôi lớn mỗi khi bà lý đi ra ngoài bày sạp bán rau cậu nhìn thấy cũng sẽ đẩy giúp còn cả ông triệu nhà bên lần nào cũng do dự trước đèn xanh đèn đỏ cậu cũng thuận tiện đi lên nhắc nhở đèn xanh rồi có thể đi được ạ à? có cần cháu đưa ông đi không ông triệu phất tay thôi đừng ông có mù đâu sao cháu còn không về làm bài tập đi cậu cười đi giờ đây à những năm tháng ấy nào có chuyện người ta giả bị đụng đâu con người ta cũng luôn mang theo tấm lòng nhiệt tình trước khi sắp khai giảng đinh tiễn vẫn thường xuyên gặp phải những người quen cũ này của cậu ở trên đường ai ai cũng hỏi cô thằng nhóc nhà họ chu đâu rồi sao gần đây già không thấy nó đinh tiễn nuốt nước mắt cũng lâu rồi cháu chưa gặp lại cậu ấy ông triệu mắc chứng loạn trí tuổi giá nói nhiều lần vẫn không nhớ nổi lần tới gặp phải đinh tiễn trên đường còn run giọng hỏi sao gần đây không thấy thằng nhóc nhà họ chu đâu đinh tiễn lau nước mắt cô ung dung giải thích với ông cậu ấy lên đại học rồi vào thanh hoa ông triệu à à gật đầu nhìn nó là biết ngay có tiền đồ mà nhưng lần sau khi gặp lại vẫn cứ hỏi đinh tiễn không hề thấy phiền khi giải thích cho ông mỗi lần giải thích xong bản thân đều trốn trong góc tường khóc một lần, nên trong nháy mắt đó, Đinh Tiễn như cảm thấy, Chu Tư Việt của trước kia đã quay lại, chàng trai trẻ luôn nhiệt tình lại đầy hoài bão kia đã quay lại. Ra khỏi ga tàu, bên triển lãm lái xe đến đón, một nhóm tám người, sách hành lý đứng ở cổng ga chờ. Chốc lát sau, một chiếc xe màu bạc giống xe du lịch dừng lại, trên xe có một người phụ nữ đội mũ đi xuống, khoảng chừng 30, đeo kính mắt giọng đen xách túi, tóc ngắn, mặt mũi nghiêm túc, học sinh của thầy Diệp Hà. Nguyên phóng gật đầu, người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng rồi lại hỏi, "Ai là Chu Tư Việt?" Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp, "Là tôi." Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn, giọng dịu lại, "Cậu kiểm tra lại số người đi, rồi chúng ta đến khách sạn." Lâu Phượng vỗ vai Đinh Tiễn, "Ối chà, trai đẹp đi đến đâu cũng được quan tâm đặc biệt. Tổng cộng chỉ có 8 người." cần gì phải kiểm tra đủ rồi sau đó một nhóm tám người như đoàn du lịch kéo nhau lên xe chu tư việt tìm ghế ở hàng sau nhìn đinh tiễn rồi lại nhìn lâu phượng ở sau lưng cô cầm lấy mũ lưỡi chai màu đen đội lên đèn xe mờ tối ôm lấy nửa mặt cậu nhưng loáng thoáng có thể thấy đường nét lạnh lùng kiên định nơi cậu hình lộ phi dẫn đầu nhảy qua đặt mông ngồi xuống cạnh cậu đôi môi nhỏ nhắn đỏ rực vừa vào nhà vệ sinh trang điểm lại nhìn cậu mà nói, "ấy, nhìn cậu có vẻ hốc hác đấy Chu Tư Việt." Dứt lời liền lấy một trái táo ở trong túi sách ra. Đưa đến, "có muốn ăn gì không?" Chương 53, hẹn hò. "Không cần." Chu Tư Việt kéo vành mũ xuống, che khuất khuôn mặt, cúi đầu lấy tay nghe màu đỏ trong ba lô ra, đeo trên cổ, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình lộ phi a một tiếng, cất táo vào lại trong túi sách, Lâu Phượng kéo đinh Tiễn ngồi xuống hàng trước mặt đầy kinh ngạc nói với hình lộ phi chị hình người lớn tuổi có nói một câu không biết chị có từng nghe không hình lộ phi tò mò nhìn lâu phượng nói cái gì lâu phượng liếc nhìn đinh tiễn nhưng người về trước nói táo phải ăn vào buổi sáng buổi sáng ăn là táo vàng chiều ăn là táo bạc tối ăn là táo độc hình lộ phi gấp gáp nhìn chu tư việt nào có ai ăn nói kỳ lạ như em chứ lâu phượng còn nói là thật đấy thôn bọn em có một ông lão thích ăn táo vào buổi tối sau đó thì hình lộ phi bỗng căng thẳng thân thể nghiêng về phía trước sau đó thì thế nào sau đó ông ấy chết rồi có lẽ đêm nay bao nhiêu chỉ số thông minh của hình lộ phi đều đặt hết lên người chu tư việt nên một câu nói đùa như vậy mà cô ấy tưởng thật miệng khẽ run hoảng sợ nhìn lâu phượng đừng nói bậy chị thường ăn táo vào buổi tối lắm đinh tiện véo lâu phượng một cái Ý bảo cô ấy đừng có nói đùa nữa. Lâu Phượng quay người lại. Dựa vào ghế. Giả bộ oan ức nói ra sau. Chị à em chỉ có lòng tốt khuyên chị thôi mà. Nói xong. Lâu Phượng đắc ý nhìn Đinh Tiễn. Đinh Tiễn không khỏi buồn cười. Cuối cùng. Liền nghe thấy ở hàng sau truyền tới giọng nói êm ái. Chu Tư Việt. Người nọ đeo tai nghe. Ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Căn bản không nghe được gì. Hình lộ phi gọi cậu mấy tiếng cũng không phản ứng khẽ vỗ vào vai cậu chu tư việt nhíu mày quay lại hình lộ phi nói sau này cậu đừng ăn táo vào buổi tối nữa không tốt cho cơ thể xe rất nhanh đã đến khách sạn ngay lúc xuống xe vì khi ở trên xe bàn về lộ trình sau đó mà cây hàng với hình lộ phi ầm ĩ một trận ngay cả lâu phượng cũng nghe ra được mối quan hệ tam giác trong đó hai người không ai nhường ai cãi nhau tới nỗi mặt đỏ đến tận mang tai hừ một tiếng không quan tâm đến đối phương nữa cho đến khi xuống xe một câu cũng không nói, người phụ nữ dẫn đầu đi vào trước, mấy nữ sinh kéo hành lý chờ trước cửa, còn nam sinh thì đứng cạnh xe hút thuốc tán gẫu. Nguyên Phóng an ủi Kê Hàng, "Được rồi, đừng so đo với con gái. Cô ấy muốn dạo phố thì cho cô ấy đi thôi." Đến lúc đó mấy người họ đi dạo phố, còn đám con trai chúng ta đi tới quán nét Lân Cận. Kê Hàng là quân tử văn nhã, thế nhưng hôm nay lại bị Hình Lộ Phi chọc cho tức giận. Hai người này chơi chung từ nhỏ đến lớn, lên 12 còn được cùng tuyển thẳng, nhà đầu hình Lộ Phi xưa nay thông minh, tính tình cũng thoải mái, căn bản không để ý đến cái nhìn của người khác, thích thì theo đuổi, không thích thì chia tay, cực kỳ sảng khoái, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cậu mới chịu được tính xấu này của cô ấy. Tan tan hợp hợp với bạn trai, còn nhanh hơn cả thay quần áo. Kê Hàng biết cô ấy có cảm tình với Chu Tư Việt từ nhỏ đến lớn không có gì mà cô ấy qua mặt được cậu đối với dáng vẻ của người đã động lòng cậu lại hiểu quá rõ lần trước lập trình trong câu lạc bộ xảy ra chút vấn đề cô ấy lại cứ muốn tìm chu tư việt giúp đỡ mượn cơ hội nói chuyện rồi cuối cùng lại cứ sáp vào người ta mời đi ăn cho bằng được cậu nhịn hết bởi vì chu tư việt không đồng ý đi ăn một mình với cô ấy thế nên cậu mới ra mặt giúp đêm đó thiếu chút nữa đã tự chuốc say mình có rượu vào như được tiếp thêm quyết tâm trên đường trở về cậu suy nghĩ đến trăm ngàn lần dưới ký túc xá trong ánh trăng nhợt nhạt cậu ngả bài với cô không thể chịu nổi cuộc sống kiểu này nữa cậu yêu ai thì yêu cũng đừng tìm tới tớ nữa giao tình nhiều năm của chúng ta đến đây chấm dứt đi tớ muốn đường đường chính chính tìm bạn gái ai ngờ hình lộ phi lại khóc ngồi xổm dưới đất lau nước mắt nước mũi cậu ngẩn người thì ra cô có phần không nỡ bỏ cậu cậu hỏi cô tớ với chu tư việt cậu chọn ai hình lộ phi ngẩng đầu lên ra vẻ tội nghiệp nhìn cậu tớ không chọn tại sao phải chọn chứ cậu không thể tiếp tục làm bạn tốt của tớ sao bạn tốt trong nháy mắt nghe thấy hai từ này cây hàng bật cười thành tiếng ngay cả ánh trăng cùng cây cối bốn phía xung quanh cũng đang cười nhạo cậu ngu ngốc nhưng có ai không ngu ngốc khi đối diện với ái tình đâu cây hàng cúi đầu nhìn cô gái ngồi xổm dưới đất lại ngửa đầu lên nhìn trời cao những vì sao chớp nháy. Một cảm giác mệt mỏi bỗng trào dâng. Cậu nói, "Lộ Phi, tớ rất mệt, sau này hai chúng ta đừng gặp nhau nữa." Hình Lộ Phi ôm cánh tay cậu nói liên tục không muốn. Kê Hàng hất ra, lại bị cô ôm lấy ngang hông. Rất may là ngày đó về trễ, đêm đen, sinh viên không nhiều, nếu không chỉ bằng màn nũng nịu mè nheo này của cô, chắc chắn hôm sau sẽ được lên diễn đàn của trường. Dưới sự yêu cầu của Hình Lộ Phi, kê hàng đồng ý cho cô thêm thời gian quyết định nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy quãng thời gian mà hình lộ phi yêu cầu đây hệt như đang đợi câu trả lời của chu tư việt vậy nếu như chu tư việt đồng ý cô sẽ không chút do dự mà bỏ cậu còn nếu không có lẽ sẽ quay lại tìm cái vỏ xe phòng hờ là cậu đây người dẫn đầu thuê bốn gian phòng đinh tiễn và lâu phượng một phòng hình lộ phi cùng một nữ lớp siêu một phòng chu tư việt cùng nguyên phóng một phòng còn kê hàng và một nam lớp siêu ở một phòng. Người dẫn đầu phát thẻ phòng cho bọn họ, dặn dò, ngày mai 9 giờ mở cửa, 8 giờ chúng tôi sẽ lái xe tới đón mọi người. Sau đó ngẩng đầu nói với Chu Tư Việt, cậu làm đội trưởng đi, phụ trách kiểm tra số thành viên, 8 giờ ngày mai chờ tôi ở dưới lầu. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vừa dứt lời, Hình Lộ Phi cầm lấy thẻ giận đùng đùng lên lầu. Người dẫn đầu chỉ vào Chu Tư Việt, "Cậu cho tôi số điện thoại của cậu." Ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu. Chu Tư Việt đọc một chuỗi dãy số. Người dẫn đầu lưu số xong thì nói được rồi. Sau đó rời đi, bên kia thang máy vừa lên. Lâu Phượng uốn người chen vào. Vừa vặn chặn Đinh Tiễn ở ngoài cửa. Vốn định đi ra đợi lượt sau cùng lên với Đinh Tiễn. Nhưng cô nàng chợt nhìn thấy Chu Tư Việt vóc dáng cao lớn đeo ba lô đen đứng sau lưng. Mặt liền đổi sắc, bất chấp đẩy người ta ra ngoài. Không có nhân tính nói. Đông người rồi, cậu lên sau đi. Đinh Tiễn thần thờ đứng ở cửa, không thể tưởng tượng nổi nhìn gương mặt của Lâu Phượng dần dần biến mất sau cửa thang máy. Cho đến khi đằng sau truyền đến âm thanh trêu chọc, cô bạn này của cậu đúng là bạn thân nhỉ? Bạn thân cái nỗi gì mà để hai chúng mình đứng chờ trọi ở đây? Đinh Tiễn quay đầu lại, Chu Tư Việt đứng bên cạnh cô, hai tay đút vào túi, nghiêng đầu nhìn xuống cô, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Chờ tôi, hừ, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu cảm thấy Chu Tư Việt như vậy có phần quen thuộc, lập tức hốc mắt nóng lên. Có người từng nói, tình yêu luôn là thứ thần thánh, lúc bạn bị chữ tình làm rung động, mặc dù người bạn vẫn còn ở đấy, nhưng trái tim đã đi vào cõi thánh quốc rồi. Đinh Tiễn cảm thấy giờ khắc này là giống như vậy. Đúng thế, cô nhìn cậu chăm chăm, mở miệng nói, cửa thang máy kêu tinh một tiếng rồi mở ra. Chu Tư Việt bấm lấy gáy cô, kéo người vào trong thang máy. Đi thôi. Ngày mai tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật xong, buổi tối sẽ dẫn cậu đến một nơi. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đám anh Nguyên có đi cùng không? Chu Tư Việt nhìn cô, cười một cái. Bọn họ không đi, đợi 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 đã. Hẹn hò, vừa dứt lời, thần kinh sọ số 5 của Đinh Tiễn lập tức hưng phấn. Hơn nửa đêm đều không cách nào giảm bớt, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cho đến khi lâu phượng ném gối qua. Mày thử lăn thêm lần nữa cho bà xem lập tức đinh tiễn dừng lại, nằm im trên giường không dám động, tận tới lúc bên tai vang lên tiếng ngáy lần nữa, cô lại chìm vào ảo tưởng hẹn hò trong tối ngày mai. Và cứ thế, một đêm cứ vậy mà trôi qua, đương lúc mơ mơ màng màng, ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng bạc, đinh tiễn mê man tỉnh dậy, vò rối tóc, cúi đầu tìm điện thoại di động, mới 6 giờ sáng, lại nằm xuống tiếp vất vả chịu đựng thêm nửa tiếng. Đinh Tiễn thức dậy tắm rửa gội đầu đánh răng rửa mặt tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Trong suốt quá trình đó Lâu Phượng ngồi trên giường nhìn cô vừa ra ra vào vào phòng tắm. Lại vừa nhẹ nhàng trao đổi. Chị Phượng, cho em thêm 5 phút nữa. Em xong ngay đây. Lâu Phượng rất dễ thương lượng đưa tay làm dấu mời. Không sao, cậu cứ tiếp tục, tắm rửa sạch sẽ một chút. Đinh tiễn đỏ mặt đi vào. Lâu Phượng nối gót đi theo. Thân thể dựa vào cửa. Theo như mình biết, phòng trưng bày khoa học kỹ thuật 3 giờ đóng cửa. Vậy là sau 3 giờ cậu còn có lịch trình gì à, thấy cô không đáp. Lâu phượng thần bí cười hề hề. Tiết lộ một chút đi. Cậu với anh Chu định đi đâu nữa? Đinh tiễn ngậm một hớp bọt. ậm ờ, ờ không rõ ràng. Cậu ấy chưa nói. Lâu phượng lại gần nói. Thật đúng là, mình có cảm giác cậu sắp thoát khỏi phận FA rồi đấy. Không chừng tối nay anh Chu sẽ tỏ tình với cậu. Cậu nhớ rè rặt vào đấy. Phải để anh ấy theo đuổi một hồi chứ quá dễ nắm trong tay là đàn ông không biết trân trọng đâu. Lời nói này sao nghe có chút quen tai. Đinh Tiễn suy nghĩ, là khổng sa địch từng nói qua với cô. Cậu có quan hệ gì với khổng sa địch thế? Lâu Phượng sững sờ, ai cơ, cô lắc đầu. Được rồi, cậu không biết đâu, là một người bạn của mình. Lúc trước cũng nói qua câu này. Lâu Phượng, cậu lên Baidu đi, mấy câu tâm sự Eva kiểu này đều có hết. Đến lúc sắp lên đường. Lâu Phượng còn đặc biệt giúp cô mượn phấn lót của hình Lộ Phi. Đánh hơi quá tay nên nhìn như đau ốm, Đinh Tiễn thoa son dưỡng môi, lúc này mới có chút khí sắc, tuy không chuyên nghiệp nhưng dù sao cũng được trau chút một phen. Dặm son phấn vào đúng là khác thật. Lâu Phượng ôm khuôn mặt cô soi kỹ, đẹp lắm. Lúc Nguyên Phóng tới gõ cửa thì hai người mới chuẩn bị xong. Lâu Phượng kéo Nguyên Phóng vào, lại thần thần bí bí nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đóng cửa. Nguyên Phóng quay đầu lại, nhìn cô nương đứng thẳng sau lưng, môi đỏ răng trắng, a à lên một tiếng, "Ai đây?" "Đinh Tiễn, đừng giả bộ." Nguyên Phóng cũng là người tinh ý, sao không biết ý của hai cô nương trước mắt chứ? Vui vẻ nói, "Em tiểu Đinh à, em quay ngoắt như thế khiến anh không nhận ra đấy." Lâu Phượng ngẫm nghĩ, "Chuyện tối nay quan trọng đến thế, có lẽ có thể hỏi thăm được ít tin tức từ miệng Nguyên Phóng." "Tối qua anh Chu về phòng đã làm gì?" Nguyên Phóng cẩn thận nhớ lại. Nói đúng sự thật, tắm, viết chương trình đến 2 giờ. Sau đó đi ngủ, thế thôi hả? Lâu Phượng nói, hình lộ phi tới tìm một lần. Lão đại đi ra ngoài nói hai câu. Nói gì, chuyện này thì anh chịu. Cách mấy cánh cửa mà. Sau đó trở về làm gì? Tiếp tục viết chương trình. Cuồng viết chương trình quá à, Lâu Phượng muốn hỏi tiếp. Nhưng bị đinh tiễn ngăn lại. Nói với Nguyên Phóng, không có gì đâu anh Nguyên làm phiền anh rồi có phải chúng ta nên xuất phát rồi không lâu phượng mở mạnh gói khoai tây ngồi một bên chậm rãi ăn nguyên phóng nhìn cô nàng dáng vẻ hung dữ không nhịn được run lên nhìn sang đinh tiễn có thể xe tới rồi đinh tiễn kéo lâu phượng mau đi thôi bỗng nguyên phóng nói nhưng có một chuyện có thể nói cho em biết giáo sư diệp biết rất nhiều chuyện nếu em muốn biết chuyện của lão đại em có thể hỏi giáo sư diệp giáo sư diệp đúng Giáo sư Diệp có quan hệ rất tốt với bố cậu ấy. Anh cũng được nghe nói lại thôi. Hồi đầu lúc tiền thẳng, giáo sư Diệp luôn chọn cậu ấy tham gia vào kế hoạch của mình. Bình thường lão đại ít nói, có nhiều chuyện không nói với bọn anh, nhưng anh nghe giáo sư Diệp bảo cậu ấy từng tâm sự không ít chuyện. Nếu giáo sư Diệp không nói, thì bọn anh không biết trước kia cậu ấy ngạo mạn thế đâu. Không biết sao mà bây giờ lại an phận như vậy ở trung tâm triển lãm khoa học kỹ thuật có một con cỗ máy quản gia trí tuệ nhân tạo ai có thể nói đùa vài câu thu hút khách du lịch đinh tiễn mới vừa ngồi xuống ai đã nói chị gái ơi chị đẹp quá mọi người bật cười lâu phượng ở bên cạnh chen vào một câu còn chị còn chị ai nói chị là thiên kim tiểu thư mọi người sửng sốt sau đó cười to lâu phượng đỏ mặt nguyên phóng không sợ chết ở sau lưng bồi thêm đúng là có mắt nhìn đấy chứ ai y còn nói đồ ếch bốn mắt mọi người liền phá lên cười nguyên phóng cười mắng đùa mấy câu xem bố mày là ai y e thân thể tròn chỉnh đứng ở giữa không nhúc nhích nói bố tôi là lý cương nguyên phóng đó là mày ngạo mạn mọi người suýt nữa cười tắt cả hơi sau đó ai y còn nói pha trò thôi mà đừng có coi là thật đồ ở khu triển lãm xích mã chi chít khắp nơi thiết bị bay không người lái công nghệ lcd chấm lượng từ phần mềm trợ lý giọng nói bao gồm cả quản gia trí tuệ nhân tạo ai vừa nãy còn có cả robot đối chiến nữa vân vân đinh tiễn vừa ngoái đầu thì trông thấy chu tư việt đứng cạnh khu triển lãm xích mã nhìn hồi lâu cô bèn đi qua nhìn gì vậy chu tư việt nghe thấy tiếng quay đầu thấy là cô thì lại quay đầu lại hất cằm nhìn vào bên trong thích không a à, đinh tiễn ngẩng đầu nhìn sang rồi nhìn cậu đầy khó hiểu bởi vì khẩu khí kia quả thật giống như ở cửa hàng mua sắm. Tùy tiện khoát tay hỏi cô, thích gì thì cứ mua. Sản phẩm do tô bách tòng làm chắc chắn là công nghệ cao. Thuộc hàng top của khoa học công nghệ, nhưng áp dụng kiểu mẫu quá mạnh, lạnh băng không có tình người. Quả thật, điều này cũng rất phù hợp với khí chất của tô bách tòng. Đinh Tiễn bày tỏ suy nghĩ đúng sự thực, nhà thiết kế của AI từng liên lạc với giáo sư Diệp. Sau khi giáo sư Diệp xem hết tất cả bản thảo dẫn đến nổi phùng mang trợn mắt tô bách tòng thiết kế ai là muốn nói cho chúng ta biết anh ta đang ở đỉnh cao của công nghệ chứ không phải xuất phát từ bản thân khoa học chu tư việt khoanh hai tay trước ngực liếc nhìn đinh tiễn nói tiếp giáo sư diệp từng nói với tôi khoa học là ý thơ cái gọi là ý thơ chính là tình yêu và nhiệt tình ông ấy cảm thấy tô bách tòng không quá nhiệt tình với ai chỉ xem nó như thứ đồ thu hút mọi người là công cụ kiếm tiền đinh tiễn Cậu đang nói xấu Tô Bách Tòng à, tôi cần chắc. Chu Tư Việt nói tiếp, tự hiểu đi, vừa dứt lời, cậu liền đi vào phòng nghỉ trong hành lang VIP của triển lãm. Tô Bách Tòng mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đang nói chuyện cùng người đàn ông đối diện về vấn đề phát triển AI. Bỗng nhiên có người đi vào, thấp giọng nói bên tai anh ta, cô gái đó đang ở phòng triển lãm. mươi 54, Đối chiến, phần 1, khi anh không ở đây cả ngày và đêm, vỏn vẹn đúng 24 giờ đồng hồ. Khi anh ở đây, có lúc ít, lại có lúc nhiều, Abbas nói, nhật ký của tiểu quái thú 11 giờ. Cuộc thi robot mà mọi người mong đợi đã lâu chính thức bắt đầu. Hai robot đấu nhau là Matida đến từ công ty khoa học kỹ thuật xích mã và tiểu cương pháo đến từ công ty khoa học kỹ thuật tinh nguyên. Trong battle đối chiến năm ngoái, tiểu cương pháo đã thua bởi đội tuyển Mỹ và nhận huy chương bạc còn Matida là mới được xích mã nghiên cứu trong năm nay chưa từng tham gia bất cứ kỳ tranh giải nào thậm chí tại phòng triển lãm này còn là lần đầu ra đời so với năm trước năm nay tiểu cương pháo tăng một số so với năm ngoái hệt như máy đào hạng nặng dọc bên thân máy là vách sắt chắc chắn có lực đỉnh chóp là cây búa lớn đối với robot chiến đấu thì điều này khá hiếm gặp đại đa số kỹ sư sẽ chọn để robot của mình công kích từ bên hông dễ bể hành động mà nếu như bị tiểu cương pháo đấm trúng thì robot của đối phương chẳng khác nào hư hỏng một nửa thiết kế như vậy vừa to gan lại mạo hiểm nhưng khi matida xuất hiện tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc xích mã đã thiết kế matida thành một vòng tròn cũng chính là robot quay tròn trên khắp mặt ngang đều là cánh quạt hình lưỡi dao lúc xoay với tốc độ cao trông chẳng khác gì con quay hồi chuyển nhanh như gió tiểu cương pháo không tài nào tiếp cận được lại gần hơn hoa lửa văng khắp nơi trong nháy mắt đã bị Matida di chuyển nhanh chóng cắt đứt một cánh tay. Sau mấy hiệp, tiểu cương pháo đã bị Matida ép đến góc tường, cắt mất chỉ còn lại nửa thân máy yêu ớt, trên mặt đất toàn là xác máy của tiểu cương pháo. Bên ngoài bãi, đám đông ồn ào, nhìn robot đại chiến đến nóng máu, nguyên phóng là phen não tàn của tiểu cương pháo, mặc dù năm ngoái cuối cùng đã thua trong tay đội tuyển Mỹ. Nhưng mọi thiết kế của tiểu cương pháo đều rất phù hợp với tư tưởng của cậu nay bị Matida siêu việt dồn đến góc tường. Cậu ta còn buồn bực hơn cả nhà thiết kế. Sắn tay áo lên, quơ chân múa tay với trong sân. Đánh lại đi tiểu cương pháo. Tiểu cương pháo đứng lên. Đám người như được cổ vũ. Nhao nhao quát lên với tiểu cương pháo. Cố gắng lên tiểu cương pháo. Đinh tiễn đưa mắt nhìn Chu Tư Việt. Chỉ có mình cậu là bình tĩnh. Hai tay vòng trước ngực. Ánh mắt đầy hờ hững nhìn trận đấu trên sân. Cậu hy vọng ai thắng. Đinh tiễn hỏi cậu. Chu Tư Việt rời mắt khỏi trên sân, cúi đầu nhìn cô rồi thong thả nói, tôi không hy vọng cái kiểu không thấp thỏm thế này, cậu cảm thấy tiểu cương pháo sẽ thua à, Chu Tư Việt cong môi. Ánh mắt vẫn dán vào sân như trước, thờ ơ đáp, bộ điều khiển đã bị đánh trúng rồi, cậu thấy nó có thể thắng được hả? Nếu nói CPU là một hệ thống nòng cốt, thì bộ điều khiển chính là CPU của robot, là tim của con người. Đổi lại cậu, cậu bị người ta moi tim đi còn sống nổi không? đinh tiễn im lặng tiêu hóa lời của cậu nghĩ ngợi một lúc rồi bảo nếu như thế tô bách tòng đã chuyển đổi thành công thành công tiến quân vào giới robot rồi thiếu niên cúi đầu liếc cô mỉa mai nhìn cô tiếng người kêu gào cổ vũ bên tai càng lúc càng hăng cậu cúi thấp đầu nói bằng chất giọng cực kỳ khinh miệt vào tai cô cậu nói chuẩn đấy hơi thở ấm nóng tim đinh tiễn đập thình thịch cô khẽ ngẩng đầu lập tức chạm vào đôi mắt thâm thúy đầy ý tứ của cậu hai tai liền nóng lên cứ như vậy cả hai im lặng mặt đối mặt giữa đám đông hai giây khi đinh tiễn có cảm giác một giây sau cậu sẽ hôn mình thì lại bị âm thanh xôn xao sau lưng kéo về thực tế cả hai gần như cùng quay đầu đi nhìn vào sân đấu nhà thiết kế tinh nguyên trực tiếp cho tiểu cương pháo chạy vào cỗ máy giã xoắn ốc bên cạnh tiếng xé nát vang lên cái xoẹt đầy đinh tai trong nháy mắt hóa thành nhiều mảnh sắt vụn không chút sức sống nằm trên nền đất sau đó anh ta ném tay cầm điều khiển đi nhún vai buông tay với người xem rồi xoay người cất bước. Khán đài yên lặng như tờ, biết rõ nhà thiết kế tinh nguyên mang theo tâm trạng mà rời đi. Lại nhìn lên sân đấu, Matida xoay tròn tại chỗ như kẻ thắng cuộc, robot AI đứng cạnh hồi lâu không mở miệng cũng cảm thấy vui thay vì chiến thắng của bạn. Màn hình trên đầu biến thành gương mặt vui vẻ, mắt híp lại thành một kẽ hờ, chớp vài cái rồi thốt lên từng chữ đầy máy móc, chúc mừng bạn tôi, cố gắng hơn nữa chúng ta có thể xâm lược được trái đất rồi. Nguyên Phóng nắm chặt tay đặt lên vai Chu Tư Việt, xem ra xích mã thật sự muốn ăn cả khối bánh ngọt. Chu Tư Việt nhìn cậu ta, nói, không ăn nổi, thật ra thiết kế của tinh nguyên không có vấn đề gì. Chẳng qua cần phải đổi mới về mặt kỹ thuật, nếu không sang năm vẫn không chịu nổi lượng tiêu thụ điện năng cao của xích mã đâu. Đúng là rơ le cầu chỉnh lưu khá tốt, nhưng nó lại không thể chịu được sự tích tụ nhiệt của điện chờ có thể đổi thành con chip lớn hơn thử xem sao tuy nguyên phóng thích robot nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đụng tay vào làm nghe chu tư việt nói rõ ràng mạch lạc như thế lập tức biến thành fanboy đồng chính phi nãy giờ đứng cạnh không nói sen vào đưa mắt nhìn chu tư việt có phần khinh bỉ cậu nói là pmdc nhưng theo tôi biết pmdc chỉ thích hợp với robot cỡ lớn còn tiểu cương pháo không hợp vẻ mặt kia như muốn nói mày làm được mấy con robot rồi mà đứng đây ăn nói hàm hồ đã hiểu đồng chính phi vừa nhận được huy chương vàng trong cuộc thi robot vừa rồi thế nên luôn cảm thấy lời này của chu tư việt đang khiên chiến uy tín của anh ta chu tư việt cười nhạt không tiếp lời nguyên phóng định ra mặt giảng hòa nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu anh đồng này vậy làm sao anh biết sang năm tiểu cương pháo sẽ không biến thành đại cương pháo đinh tiễn chỉ hỏi một câu đơn thuần không có ý định bới móc càng không phải để phản bác người ta. Đúng thế, Nguyên Phóng vội vàng nói. Nói rất đúng, vừa dứt lời, bỗng sau lưng truyền đến giọng nam trầm ổn. Tiễn tiễn, đinh tiễn ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Chu Tư Việt. Nhưng cậu chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, tiễn tiễn, trái lại hình lộ phi lại mở miệng trước. Tổng giám đốc tô, người tới không tốt, lâu phượng chọc chọc Nguyên Phóng. Phần từ lịch sự kia là ai thế? Nguyên Phóng, tổng giám đốc xích mã. Tô Bách Tòng, Lâu Phượng chửi một câu, tại sao anh ta lại gọi Tiễn 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 Tiễn? Nguyên Phóng, sao em lại lắp bắp vậy? Lâu Phượng lườm cậu ta, nói lại lần nữa, vì sao anh ta lại phải gọi đinh Tiễn nhà mình là Tiễn Tiễn? Nguyên Phóng à một tiếng, cẩn thận lục soát hai người này trong trí nhớ, sau đó đáp, không biết, Lâu Phượng Tô Bách Tòng đến một mình, không dẫn theo thư ký, vẫn Âu phục thẳng thớm đứng sau mọi người, đeo kính không gọng, lịch sự nho nhã đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc quét mắt một vòng rồi dừng lại ở trên người đinh tiễn cười nói để anh trả lời thay anh đồng của em nhé robot chỉ có càng làm càng nhỏ chứ không thể càng ngày càng lớn đối với robot chiến đấu thì đầu tiên phải cân nhắc về độ linh hoạt và độ nhạy bén sau đó lại nhìn vào mắt chu tư việt mà nói nhưng anh chu của em nói cũng không sai có thể phóng đại tấm chip để giải nhiệt nhanh nhưng phải thu nhỏ lại không gian của những phần điều khiển khác Tôi nghĩ chắc ý cậu là thế nhỉ." Người đàn ông gần 30 tuổi, dáng người cao lớn, nói đến nội dung chuyên ngành còn đi thẳng vào trọng tâm. Lúc cười trông dịu dàng lại lịch sự, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của người kia. Lập tức Lâu Phượng biết đại sự không xong rồi, kích động bóp lấy tay Nguyên Phóng. Bàn tay độc thân 20 năm chưa được cô gái nào sờ lại chợt bị đôi tay mập mạp mềm mại bấm một cái. Nguyên Phóng sợ hãi mồ hôi tuôn như mưa, đợi đến khi Lâu Phượng lấy lại tinh thần, cô buông tay ra nhìn nguyên phóng bình tĩnh nói xin lỗi anh kích động quá nguyên phóng tô bách tòng làm chủ sau khi kết thúc triển lãm thì mời cơm bọn họ ở khách sạn đối diện dọc đường đi lâu phượng so tới so lui hết nhìn chu tư việt lại nhìn tô bách tòng một người là ceo của xích mã rộng lượng với mọi người dịu dàng như ngọc lái poser trọng điểm là còn đẹp trai là nam chính tiêu chuẩn trong ngôn tình một người là sinh viên thanh hoa tính cách lạnh lùng, làm người khiêm tốn, vẫn chưa rõ về gia thế bối cảnh. Mặc dù trẻ tuổi đẹp trai, nhưng không biết được tiền đồ sau này. Lâu Phượng cảm thấy, anh Chu có nguy cơ lớn rồi. Nhưng nhìn lại bản thân anh Chu, không hề có chút sốt ruột, còn uể oải ngồi dựa vào ghế nói chuyện với người ta. Vô cùng nhàn tản, Lâu Phượng chọc đinh tiễn. Anh Chu của mày chẳng thấy gấp gáp tẹo nào. Đinh tiễn, từ trước đến giờ cậu ấy đều thế rồi. Lâu Phượng. Dựa vào gì chứ? Anh ta coi thường Tô Bách Tòng hả? Vẫn chưa thích cậu à? Không đúng. Mình cảm thấy anh ấy thích cậu thật. Cậu nhìn xem, hình lộ phi ở gần anh ấy như thế mà cũng không thấy anh ấy cười với chị ta. Nhưng chỉ mới nói đôi câu với cậu là đã cười rồi. Hơn nữa, hai người đứng cạnh nhau. Vô hình chung mình lại có cảm giác ăn ý hài hòa lắm. Vừa dứt lời, Tô Bách Tòng đã để người ta khui một chai rượu chát. Vừa rót rượu cho mình vừa trò chuyện với đồng chính phi tôi nhớ ra cậu rồi. Vừa nhận được huy chương vàng ở cuộc thi vừa rồi. Nhà thiết kế của công ty tôi cũng có nhắc về anh với tôi. Đồng, chính phi đúng không? Ly rượu này tôi xin kính. Đồng chính phi nâng ly rượu lên. Đúng vậy, nghe danh của Tổng Giám Đốc Tô đã lâu. Tô Bách Tòng cười rót rượu. Rồi lại nhìn sang mấy người nguyên phóng lâu phượng. Nói với Đinh Tiễn, em cũng không cần giới thiệu à. Đinh Tiễn giới thiệu từng người một. Anh Nguyên, bạn cùng phòng của em lâu phượng người kia là đàn chị Triệu Manh. Tô Bách Tòng nâng ly, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tiễn tiễn thay tôi. Người tai thính nghe là hiểu ngay. Câu nói này của Tô Bách Tòng có ý cả. Những người biết quan hệ giữa Chu Tư Việt và Đinh Tiễn cũng chỉ có mình Nguyên Phóng và Lâu Phượng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy Tổng Giám Đốc Tô này có chuẩn bị mà đến. Rồi lại đồng thời nhìn về phía Chu Tư Việt, vị thiếu gia kia đang lười biếng dựa vào ghế. Hai chân dạng ra, vô tâm đưa tay ngoáy tai đột nhiên lâu phượng cảm thấy sao anh chu này trông lại xấu thế nguyên phóng lại rất rõ vẻ mặt này người này đang cố kìm nén trong lòng đây mà thật ra chu tư việt rất ít khi kìm nén từ năm nhất đã là người khiêm tốn độc lai độc vãng gần như không có chuyện gì có thể khiến cậu ta tức giận luôn thờ ơ trước mọi chuyện chỉ có một lần khi lão tào vì theo đuổi một cô em gái mà đã trộm robot của cậu ta đi tặng người ta làm cậu phải sửa chữa một hồi Lúc ấy chính là có vẻ mặt này. Chương 55, đối chiến phần 2. Tình cảm của mình với cậu ấy hệt như bông hải đường đỏ tươi nở bung ở góc tường kia. Không cách nào che giấu. Nhật ký của tiểu quái thú kỳ thật trước khi Tô Bách Tòng gặp Đinh Tiễn lần đầu. Anh ta từng nghe Diệp Thường Thanh nói vô số lần rằng mình có đứa cháu ngoại rất thú vị. Khi đó Tô Bách Tòng còn muốn nói, thú vị là thú vị thế nào? Diệp Thường Thanh thành công muộn, 30 tuổi mới gặp ân sư đi theo học vẽ lại nhờ ân sư mà biết được Tô Bách Tòng. Hai người hợp nhau, lui tới nhiều thành thân. Diệp Thường Thanh hay nhắc tới cô cháu ngoại có thiên phú với Tô Bách Tòng. Giết nghe nhiều, Tô Bách Tòng cũng tò mò. Lúc học lớp 10 có gặp một lần, tiểu nha đầu cũng chỉ vậy. Không có chút thú vị nào, là một nữ sinh phổ thông. Sau đó hai năm không gặp, lúc gặp lại lần nữa là vào năm lớp 12. Tiểu nha đầu từ chối sự tài trợ của anh, nói mình muốn thi thanh hoa. Tô Bách Tòng cảm thấy thú vị, ngược lại cũng không ép cô, để cô tự chịu khổ theo mong muốn. Lúc ấy cũng không cảm thấy nha đầu này có điểm gì đặc biệt lắm. Về sau nữa, là lúc tiểu nha đầu này học lại, thời điểm ăn Tết, khi đó anh mới chia tay với Lê Lập Thụy được một tháng. Diệp Thường Thanh dẫn cô đến Thượng Hải cùng ăn Tết, cũng có nói chuyện đôi câu với anh. Tiểu nha đầu vỗ bả vai anh, "Không có chuyện gì đâu, anh còn có tiền mà." Máy phát nhạc cứ như thế phát lên, không hiểu sao đêm đó anh trò chuyện với cô rất nhiều. Cô nói lúc mình thất tình, ngay cả tiền cũng không có. Anh cảm thấy buồn cười. Cô nhóc em mới bao nhiêu tuổi hả? Làm gì mà thất tình? Cô dõng dạc nói, em yêu sớm, vậy anh cho em tiền sao em không lấy? Còn muốn thi vào thanh hoa? Bởi vì cậu ấy ở thanh hoa. Bất chợt anh cảm thấy mình sống còn không bằng một cô bé. Anh bước vào xã hội sớm. Học tới cấp 3 liền thôi học đi làm việc bẩn thỉu hay mệt nhọc đều đã từng làm. Sau đó cuối cùng cũng thành công. Xe sang, biệt thự, người đẹp đều có. Thế nhưng anh cứ bắt đầu nhớ về quãng thời gian đi học đầy đơn thuần trước kia. Sau lại anh cho người đi kiểm tra tư liệu về cô. Từ tiểu học cấp 2 cấp 3 không bỏ sót một ngóc ngách nào. Cũng biết nam sinh kia tên là Chu Tư Việt, là con trai độc nhất của Chu Tông Đường. Vẻ ngoài điển trai, thành tích tốt, còn đậu vào thanh hoa. Cầm ảnh lên. Tô Bách Tòng nhìn thêm mấy lần với vẻ không tin, híp mắt lại tự lẩm bẩm. Một chàng trai tốt như vậy sẽ thích cô thật sao? Thư ký ở bên cạnh nói. Không phải anh, Tô Bách Tòng không cảm thấy bản thân mình là đàn ông tốt. Cùng lắm là coi như mặt người dạ thú. Anh có rất nhiều mặt u ám. Chẳng hạn như, lần triển lãm khoa học kỹ thuật năm ngoái. Danh sách là do anh chọn. Tự mình đưa đến tay giáo sư Diệp. Mời ông cùng học sinh của mình nhất định phải đến tham gia vốn chỉ muốn gặp mặt người kia vì nghe nói giáo sư diệp rất thích học sinh đó nhưng một năm nay tên nhãi đó bị đã kích thành ra không có thành tích gì nghe nói ngoại trừ viết chương trình ở phòng thí nghiệm thì chẳng làm gì đi đâu bữa cơm cùng cú điện thoại kia cũng do anh ta sắp đặt cho tới bây giờ anh cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì nếu không thì sao có thể lăn lộn đến mức này được trong bữa tiệc qua ba tuần rượu chu tư việt đứng dậy đi vệ sinh ngay sau đó Tô Bách Tòng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với đồng chính phi. Cởi nút áo, đứng lên đi ra ngoài. Lâu Phượng lo lắng véo cánh tay đang gặm chân gà của Nguyên Phóng. Lập tức chân gà quệt vào mặt Nguyên Phóng để lại dấu đỏ. Cậu ta tức giận mắng. Đừng có tay máy tay chân nữa. Em mà còn thế nữa là anh xử lý đấy. Lâu Phượng lập tức buông tay ra. Xin lỗi anh Nguyên, em kích động quá. Anh nói liệu hai người đó có đánh nhau không? Nguyên Phóng à một tiếng. Bỏ chân gà xuống suy nghĩ một chút rồi nói. Yên tâm, anh Chu của em có thể đánh thắng. Trong nhà vệ sinh, lúc Chu Tư Việt cúi đầu rửa tay, Tô Bách Tòng dập thuốc đi qua, mở vòi nước bên cạnh, tiếng nước chảy ảo ảo. Giọng đàn ông trầm thấp bị tiếng nước át đi không chân thật. Cậu và Đinh Tiễn quen nhau bao lâu rồi, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng. Chu Tư Việt liếc nhìn cậu, chân mày nhếch lên, bắt đầu bốc phét, hai mươi mấy năm rồi. Tô Bách Tòng, cậu mới hai mươi đúng không? chu tư việt đóng vòi nước buồn cười nhìn anh ta không hiểu à hai chúng tôi đã quen nhau từ khi ở trong bụng mẹ rồi sau đó khoanh hai tay trước ngực tựa vào bồn rửa tay vốn tưởng thấp hơn tô bách tòng nhưng so ra thì vẫn cao hơn anh ta cậu cúi đầu cười khẽ hai tay lại đút vào trong túi nửa trêu nói sao tình nghĩa cách mạng của chúng tôi còn cứng hơn vàng sâu hơn biển chẳng lẽ anh muốn chen một chân vào Tô Bách Tòng có cảm giác mình đã quá khinh thường tên oát này. Lúc cậu nói chuyện, hoàn toàn không giống đồng chính phi tự phụ làm người ta chán ghét. Cũng không giống hình lộ phi và cây hàng nịnh nọt này nọ. Càng không giống nguyên phóng ngây thơ ngốc nghếch kia. Thái độ đúng mực, nhưng lại mang theo vẻ cao ngạo tự tin độc nhất vô nhị. Ngoài miệng không nói gì, nhưng lòng sáng như gương. Nói một câu không nhột không đau, nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm. Tô Bách Tòng cảm thấy mình làm thương nhân nhiều năm vậy rồi nhưng chưa từng gặp ai như thế cả. Chẳng qua là còn trẻ tuổi, có vẻ sốc nổi, có điều lại rất kiên nhẫn. Nếu chọn đúng thì thành công danh tỏi, còn nếu sai, thất bại thảm hại. Loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này khiến Tô Bách Tòng hưng phấn. Đã nhiều năm rồi không có đối thủ nào khiến anh ta cảm thấy phấn khích đến vậy. Nhưng em ấy không cho rằng giữa mình với cậu là cách mạng tình nghĩa. Nói xong. Tô Bách Tòng xoay người dựa vào bồn rửa tay, cúi đầu châm thuốc, Chu Tư Việt cúi thấp đầu ngậm thuốc lá, nhưng vẫn chưa, nghe được câu này, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, bỏ điếu thuốc xuống, cầm trong tay thờ ơ nói, nếu như anh biết rồi thì đừng đâm đầu vào nữa. Tô Bách Tòng cười cười, bình tĩnh nhả khói thuốc, tôi không cho là như vậy, tôi không cho rằng nếu cho tôi thời gian, cô ấy sẽ không động lòng với tôi. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đưa cô ấy vào công ty. Còn cậu xuất ngoại du học hay đi làm thuê cho người khác hay là cậu có thể ích kỷ đến mức khiến cô ấy từ bỏ công việc lương cao ở chỗ tôi mà theo cậu gây dựng sự nghiệp cậu cảm thấy tình nghĩa cách mạng của hai người có thể gánh được những thứ này chu tư việt dụi mạnh thuốc lá trong tay rồi ném vào thùng rác không nói một lời lập tức rời đi khi đinh tiễn nhận được tin nhắn của chu tư việt lâu phượng còn đang ôm cô và nguyên phóng tôi một câu anh một câu nói liền hồi điện thoại trên bàn rung lên một tin nhắn mới từ chu còn chưa đọc tin nhắn mà thái dương cô giật giật không phải đánh nhau đấy chứ đinh tiễn mơ hồ có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt của tô bách tòng dành cho mình nhưng dù có tình anh ta vẫn dừng ở mức lễ nghi điều này khiến cô cũng không có cách nào chủ động nói chuyện được kỳ thật sau câu nói tiễn tiễn anh cho phép em không tôn trọng anh lúc trước của tô bách tòng thì hai người đã giảm bớt liên lạc đinh tiễn cũng không gọi điện cho anh ta đối xử với anh ta như trưởng bối cô mở tin nhắn ra chu thiếu gia nói ra đây đơn giản mà lại có lực chuẩn giọng của chu thiếu gia đinh tiễn nhắn lại bên này vẫn chưa kết thúc mà chu thiếu gia lại nhắn tiếp vậy cậu cứ cùng anh ta đi đinh tiễn giận đến mức thiếu chút nữa ném điện thoại đi cùng anh ta là cái quỷ gì còn có nhiều người vậy kia mà nói chuyện có thể không khiến người ta phải ngậm họng được không cô ném luôn điện thoại lên bàn không nhắn nữa là kiếp trước tôi mắc nợ cậu một tiếng bịch vang lên Lâu Phượng đang ăn chân gà quay sang. Miệng đầy dầu. Sao thế? Đinh Tiễn. Không sao cả. Ăn chân gà của cậu đi. Di động lại vang lên. Một tin nhắn mới đến từ Chu. Có xong chưa thế hả? Một bụng cô đầy lời trách cứ. Kết quả khi thấy nội dung. Ra đầu tê dần. Dây thần kinh thứ năm bị chập mạch. Chu thiếu ra nói gửi sai tin rồi. Giờ gửi lại. Anh ta hay tôi. Lên cơn à. Đinh Tiễn cắn răng bấm phím. Chu thiếu ra trả lời lại. Không phải nói thích tôi sao? Sao khó lựa chọn vậy? Đinh Tiễn nhắn, nhiều người thích cậu như vậy. Vậy sao cậu không cho các cô ấy chọn? Chu Tư Việt, ai? Hình lộ phi, tôi thấy hình như cậu ngứa ra rồi đấy. Được được được, chờ tớ ở cửa. Đinh Tiễn dùng ánh mắt trao đổi với Lâu Phượng. Tô Bách Tòng còn chưa trở lại. Cô bèn gửi tin nhắn cho anh ta. Giám đốc Tô, cơ thể em không thoải mái. Về khách sạn nghỉ trước đây. Hôm nay cảm ơn anh đã mời một lúc lâu sau tô bách tòng nhắn lại ở cửa chờ anh anh đưa em về trước không cần làm phiền anh anh chu sẽ đưa em về sau đó cũng không thấy nhắn lại nữa chu tư việt dựa vào đèn đường hút thuốc người cậu vốn cao lại còn đứng trên giải phân cách trồng hoa dựa vào cột đèn đường màu trắng miệng ngậm thuốc nhả khói lúc đinh tiễn đi qua cậu lập tức dập tắt điếu thuốc quay đầu lại nhìn tiểu cô nương bước xuống khỏi giải phân cách rụt cổ lạnh chết đi được Đi thôi, Đinh Tiễn nhìn cậu mặc áo tay ngắn, đi theo sau, sao cậu ra ngoài mà không mang theo áo khoác? Chu Tư Việt nhìn cô, bất chợt duỗi cánh tay ôm lấy cổ cô kéo đến cạnh mình. Nơi khuỷu tay chàng trai dư lại hơi ấm nóng rực, đốt cháy khuôn mặt Đinh Tiễn đỏ dần, tim đập thình thịch, cả người cứng nhắc, ngay cả đi bộ cũng không được. Giờ phút này nhìn cô như một zombie nhỏ, bị cậu ôm cổ kéo đi. Chu Tư Việt thấp đầu nhìn cô, thuận tay đội mũ sau áo lên cho cô. Chùm kín, lạnh không? Đinh tiễn chết lặng lắc đầu. Giờ cô nóng y hệt trái khinh khí cầu. Muốn nổ tung rồi. Bum bum bum, đi được một đoạn. Chu thiếu ra vẫy một chiếc taxi. Mở cửa, đinh tiễn bị cậu nhét vào. Sau đó đôi chân dài ấy bước vào. Đóng cửa lại. Sau đó nghe thấy cậu nói một câu. Bác tài, đến chùa Linh Cốc. Tài xế nhiệt tình đáp. Được, ngồi vững vào. Quả nhiên đinh tiễn ngồi rất ổn. Ngồi ngay ngắn suốt đường y trang học sinh tiểu học hai chân trụm lại, hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Mắt cũng không dám nhìn loạn. Đèn đường vừa mới lên, ngoài cửa xe đèn điện lập lòe. Cây cối hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Tài xế taxi đạp mạnh chân ga. Điên cuồng chạy thẳng hướng đến chùa Linh Cốc. Chu Tư Việt vẫn trước sau như một ngồi đúng chuẩn mực hệt thiếu ra. Phanh hai chân ra, bắp đùi đàn ông cường tráng cạ cạ vào cô. Cách lớp vải quần áo là nhiệt độ cơ thể cậu. Thiêu đốt dục vọng của sinh mạng. Đây là... Động 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 động, động tình sao? Chương 56, quãng đường kế tiếp, cậu phải đi cùng tôi. Tại núi Kim Sơn, chùa Linh Cốc, lối nhỏ vắng vẻ, xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời, rất có cảm giác tùng sâu mười dặm xanh mướt trời. Đường hẹp quanh co, xào xạc bóng dâm, một màu xanh bao trùm thân gỗ mộc, hương quế lượn lờ phiêu bồng. Đi vào trong chùa, Phật quang phổ độ, dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người một cao một thấp đi trên đường không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra hai đèn đội đầu. Chắc là đã thuê trước đó để cho cô đội. Dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, cúi thấp người, một tay cầm đèn đội đầu màu đen, một tay lùa vào tóc cô, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, đinh tiễn ra sức đảo mí mắt ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một chiếc đèn màu đen treo trước chán, công nhân đường hầm, Chu tư việt cười mắng, tôi còn muốn trộm mộ đây, vừa dứt lời thì cạch một tiếng, cậu cài nút bảo vệ gáy cho cô đinh tiễn hét lên đè tóc mái của tớ rồi chu tư việt dùng ngón trỏ hất tóc mái cô ra bụng ngón tay chạm vào trán cô thấp giọng nói được chưa rồi đinh tiễn cúi đầu chu tư việt cười một giây sau đó cúi đầu tự đeo đèn lên đứng đây đợi tôi cậu nói vào thời đấy vẫn chưa cho thuê xe không biết chu tư việt lấy đâu ra một chiếc xe đạp cưỡi đến trước mặt cô rồi dừng lại chân dài trống xuống đất khom lưng nhìn cô lên đi Đinh Tiễn cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của mình, vén váy lên, nghiêng người ngồi ở yên sau. Trước kia lúc đi học, Chu Tư Việt có một chiếc xe đạp leo núi, không cách nào ngồi ở đằng sau được. Lúc hai người đi chơi cũng không thể cưỡi, phần lớn là vừa đẩy xe vừa đi bộ cùng cô. Nhưng thật ra Đinh Tiễn đã muốn nói nhiều lần, cậu đúng là đồ ngốc, ngồi sau không được thì tớ có thể ngồi phía trước mà. Nhưng sao có thể không biết xấu hổ chứ, có điều giờ nghĩ lại lúc nào về cưỡi chiếc xe kia thử xem sao. Được chưa? Đinh Tiễn gật đầu, ôm tôi. Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô. Một bàn tay trắng nõn vịn lấy hông cậu. Được rồi, ban đêm chẳng có mấy người đi đường. Ánh trăng mát rượi, gió thổi qua, xe đạp vang, bánh xe lăn trên mặt đường hắc ín. Tất cả đều in dấu thanh xuân. Tháng 7 tháng 8 hay thậm chí là tháng 10 năm ngoái. Ở đây còn có rất nhiều người đến ngắm đom đóm. Người từ trời Nam đất Bắc hào hứng chạy đến đây có lẽ người xem còn nhiều hơn cả đom đóm. Chu Tư Việt trực tiếp đi vòng qua cửa chùa Linh Cốc, chạy vào đường cái ở bên trái, đạp dọc theo đó đến hồ Lưu Huy thì dừng lại. Mặt hồ dao động hiện lên ánh bạc, lấp la lấp lánh dưới ánh trăng. Hai bên hồ là rừng cây. Vào tháng này, gần như rất khó thấy được đom đóm ở trong chùa Linh Cốc. Mà phiến rừng này còn là mảnh đất hoang chưa được khai thác. Cậu cậu cậu, dẫn tớ đến đây để ngắm đom đóm á, cũng không đúng hẳn. Năm ngoái lúc tới Nam Kinh tìm tưởng trầm, đi ngang qua chùa Linh Cốc, từ nhỏ cậu đã thờ khoa học, không tin thần Phật, nhưng mẹ cậu lại tin Phật, trước khi chuyển nhà xuống phía Nam, nói chuyện nhà họ Chu đến từ hôn với cậu, còn thuận tiện nói chuyện năm đó bà và Đinh Tiễn đến cung ung hòa dâng hương. Thời gian đó tâm trạng của Lý Cẩm Hội rất xa sút bị chuyện xảy ra đột ngột đà kích mất hết ý chí, đến nói chuyện cũng không có sức, năm ấy con đi thi toán cấp quốc gia mẹ mời con bé đến cung ung hòa dâng hương. Vô tình có nghe con bé cầu nguyện, tất cả đều liên quan đến con. Hồi đó mẹ cảm thấy con bé thích con. Mẹ còn nói chuyện này với bố con, do dự con nên tìm hai đứa nói chuyện không? Sau đó lại sợ con không có ý đó, sợ làm con bé đau lòng. Nên bố mẹ mới nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là không ngờ, chuyện vừa xảy ra, người nhà con bé liền tới từ hôn, thật khiến người ta lạnh lòng. Chu Tư Việt đứng ngoài điện vô lương một lúc lâu nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó của mẹ rất nhiều lần làm bóng người cao giáo khó nén khỏi mệt mỏi đúng đợt ấy khoan tuệ pháp sư có ở trong chùa thấy cậu đứng ở cửa mãi mà không vào liền cho tiểu tăng đi ra gọi cậu đóng cửa thiền bên trong không bóng người người gặp phật pháp chính là duyên người đắc đạo chính là tâm tâm duyên không gắn kết thì chỉ là vô ích có duyên liền nói đôi dăm ba câu đúng là giải sầu được không ít lúc rời đi Chu Tư Việt dâng một nén nhang ở ngoài điện, cầu đại một tâm nguyện, lúc cậu xoay người rời đi. Khoan Tuệ Pháp sư bảo Tiểu Tăng nói với cậu, "Tâm nguyện đã cầu thì phải có lễ tạ, nếu không sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn." Khi ấy cậu sờ chóp mũi mà nghĩ thầm, "Lễ tạ là tiền nén hương kia, Khoan Tuệ Pháp sư này đúng là biết cách buôn bán. Còn tâm nguyện là gì? Lúc ấy cậu chỉ cầu đại, chỉ hy vọng nha đầu kia mạnh mẽ lên, nay chủ yếu là đến để tạ lễ, còn về phần đom đóm chỉ đơn giản là thử vận may. Thầm nghĩ chắc chắn tiểu nha đầu này chưa chính mắt thấy bao giờ. Đưa cô đi mở rộng tầm mắt vậy. Nào ngờ, Đinh Tiễn lại bật cười ha ha. Quả nhiên cậu là đại thiếu gia trong thành phố. Chỗ bọn tớ lúc nào mà chả thấy đom đóm chứ. Lúc bé tớ còn bắt đầy một ổ để trong bình nhựa. Một ngày một ổ, diệt hết ổ này thì đến ổ kia. Đẹp vô cùng, Chu Tư Việt khá mất mặt. Nha đầu này cũng thật là càng ngày càng to gan trước kia nào dám nói chuyện như vậy với cậu bây giờ đã dám leo lên đầu cậu rồi đấy chu tư việt lập tức xoay người đi ra khỏi rừng vẻ mặt lạnh lùng vậy thì thôi về đi vậy đi lướt qua vai cô nhưng lại bị người ta kéo lấy cổ tay đinh tiễn hưng phấn đi sâu vào trong đừng mà đến cũng đến rồi chị đây dẫn cậu đi bắt đom đóm tớ bắt cái này có nghề lắm đấy tay của tiểu cô nương vừa lạnh vừa mềm nắm chặt cổ tay cậu xúc cảm hơi nóng Chu Tư Việt không nhúc nhích, để mặc cánh tay bị lôi đi như thế. Cậu cúi đầu nhìn chỗ được cô nắm, nhưng tâm tư của tiểu cô nương đã bị đom đóm đoạt sạch rồi. Hai mắt sáng lên nhìn cậu, rồi lại kéo thúc giục. Đi thôi, Chu Tư Việt trở tay đổi thành kéo cô. Cầm tay cô thấp giọng ừ một tiếng, tiếp đến là đan tay vào tay cô rồi sải bước đi trước đi vào trong rừng cây. Rốt cuộc đinh tiễn cũng ý thức được mình đã bị người ta nắm tay. Tay cậu vừa to vừa khô giáo, rất lớn sạch sẽ lại thon dài. Trong rừng cây đen nhánh, đinh tiễn bị người ta kéo đi. Trên đầu là trăng sáng, dưới chân rậm ánh trăng. Người đi đằng trước bóng lưng cao to, nhìn cậu được ánh trăng bao phủ mà tim đập rộn lên. Đinh tiễn cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào. Mới bị người ta nắm tay mà mặt đã đỏ đến mang tai. Tim đập mạnh như muốn nổ tung. Nhưng vì sao cậu chẳng có chút phản ứng nào thế chứ? Nhưng mới nghĩ đến đó. Vừa quay đầu lại dưới ánh đèn đội đầu yêu ớt, cô nhìn thấy bên tai chàng trai hơi ửng đỏ, cô cố gắng không để ý đến cái nắm tay kia nữa. Bắt đầu chuyên tâm tìm đom đóm, nhưng thật sự là, đến một con cũng không có. Nửa tiếng sau, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, đinh tiễn tháo đèn đội đầu xuống, cả đầu đầy mồ hôi, cô đưa tay lau rồi nói, lần sau dẫn cậu đến Diên Bình bắt, hai ngày hai đêm cũng bắt không xong. Chu Tư Việt ngồi xuống cạnh cô, gập một chân tay khoác lên đầu gối. Quể oải nói, sao cũng được, bỗng bầu không khí yên tĩnh đi. Rừng cây này có phần giống rừng cây nhỏ ở sau núi hồi học cấp 3. Hồi đó ngày nào chủ nhiệm cũng sách đèn pin đi tuần tra trong rừng. Thì thoảng còn có thể sách ra được một hai đôi tình nhân nhỏ. Hồi đấy hai người họ nào có như thế. Chui vào rừng cây nhỏ cũng chỉ là chuyện mà khổng sa địch và tống tử kỳ làm. Kết quả, đinh tiễn vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại đổ chuông. Trong ban đêm yên ắng này vô cùng chói tai. Chu Tư Việt cúi đầu nhìn cô, cũng không nhịn được mà cau mày. Đinh Tiễn nghe điện thoại, Chu Tư Việt chống tay xuống đất ngả người về sau, dựa vào thân cây ở sau lưng, cầm điếu thuốc trong miệng, sau đó sờ tìm bật lửa. Đầu dây điện thoại là Khổng Sa Địch, giọng cao vút, "Tiễn Tiễn, cậu ở đâu đấy?" Giọng lớn đến mức cả Chu Tư Việt cũng nghe thấy. Lúc châm lửa còn nhếch môi cười tự hồ đang cười cô nàng sao vẫn còn ồn ào như hồi cấp ba thế đinh tiễn nhìn chu tư việt dựa vào cây hút thuốc thấp giọng nói tớ ở nam kinh sao cậu lại chạy đến nam kinh đi tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật tớ đang ở bắc kinh đây suýt nữa khổng sa địch đã bật khóc cậu ở bắc kinh làm gì đến tìm cậu chơi đó sao cậu không báo trước với tớ tớ muốn làm cậu ngạc nhiên mà ai biết cậu lại chạy đến nam kinh chứ chu tư việt đâu cậu ta có ở bắc kinh không không được thì tớ nhờ cậy cậu ta hai ngày đinh tiễn lại nhìn chu tư việt cầm điện thoại thấp giọng nói cậu ấy ở với tớ a à, tiếng hét dài rất chói tai đinh tiễn để điện thoại ra xa cho đến hai giây sau khi bên kia im lặng cô mới đặt sát lại vào tai lập tức nghe thấy khổng xa địch nói hai cậu đi du lịch một mình đinh tiễn cuống lên giải thích với cô ấy không phải một mình là một triển lãm khoa học kỹ thuật đi cùng với khoa có cả mấy người khác nữa Khổng sa địch không cam tâm nói. Sao cứ phải chọn chúng hai người các cậu chứ? Hả hả, đưa điện thoại cho Chu Tư Việt. Tớ muốn nói hai câu với cậu ta. Nói cái dám ấy, lần này đã thu hút được Chu Tư Việt đang hút thuốc lá. Cậu ngậm thuốc nhìn cô dậm chân. Một giây sau đó, Đinh Tiễn cam chịu số phận truyền điện thoại cho cậu. Khổng sa địch muốn nói chuyện với cậu. Chu Tư Việt nhận lấy. Vẫn dựa vào thân cây. Lấy thuốc xuống, co chân lên rồi chống tay lên đầu gối. Đưa điện thoại đến bên tai Làm gì mà khiến cả cô ấy nói tục thế Khổng xa địch cười ha ha Sao cậu lại hẹn hò một mình với tiễn tiễn nhà tôi Liên quan gì đến cậu Chu tư việt xít một hơi thuốc lá Lạnh giọng nói Xì, dù gì tôi cũng từng làm em dâu cậu Định không gặp tôi thế hả Có người thích cậu là được rồi Không nhất thiết phải là tôi thích cậu Đúng, cậu thích tiễn tiễn là được rồi Chu tư việt cầm điện thoại Cúi đầu cười Không lên tiếng được rồi, hỏi cậu chuyện chính đây. Tống Tử Kỳ có liên lạc với cậu không? Ừ, có phải cậu ấy bị trường đuổi học không? Ai nói với cậu, cậu không cần biết, tôi hỏi cậu chuyện này có phải thật không? Bất chợt Khổng Sa Địch vô cùng kích động, "Chu Tư Việt, Khổng Sa Địch tôi vẫn là bạn của cậu đấy, cậu đừng có gạt tôi." Chu Tư Việt cúi đầu dập tắt thuốc, bỗng đứng lên, một tay đút túi, nói, "Vẫn chưa đuổi, phía nhà trường sẽ xem xét. Giờ đang chịu phạt, phạt cái gì?" trong vòng 5 năm cấm bay. Khổng xa địch chửi một câu. Bao giờ hai người về, mai. Gặp mặt nói sau, cúp máy, Chu tư Việt trả điện thoại lại cho đinh tiễn. Một lần nữa ngồi xuống cạnh cô. Cậu nói Tống Tử Kỳ bị cấm bay. Ừ, tại sao? Không biết, cậu ta không nói. Nhưng chuyện này đã định rồi. Sẽ không thay đổi. Thời gian trước có đến tìm tôi. Tôi còn nghĩ thằng này mới đi đào than về à, thê thảm không chịu nổi. Nói đến đây, bỗng đinh tiễn nhìn cậu chằm chằm chu tư việt bị cô nhìn mà dựng tóc gáy làm gì đấy đinh tiễn quay đầu đi thong thả nói thời gian trước có người còn đang chán trường mà anh em các cậu đức hạnh giống nhau thật đấy chu tư việt mỉm cười tôi nói không có cậu có tin không bốn phía im lặng phật âm ở chùa linh cốc cách đó không xa cứ lượn lờ tiếng chuông xa xăm bỗng đinh tiễn quay sang nhìn cậu nhìn một hồi lâu dường như đang suy xét lời này của cậu chu tư việt khẽ hất đầu cũng quay qua nhìn cô tầm mắt giao nhau ở trong màn đêm lại quấy nhiễu nội tâm còn sáng hơn ánh sáng cậu nói đinh tiễn tôi luôn biết bản thân làm gì đúng là có từng nghi ngờ liệu làm vậy có ý nghĩa gì không có mục đích gì nhưng đến bây giờ tôi chưa từng dừng lại đinh tiễn cũng hùa theo cậu mỗi câu nói của cậu cô đều hưởng thụ cũng nghiêng theo đó cậu nhìn cô không chớp mắt vô cùng bình tĩnh thấp giọng nói nhưng quãng đường kế tiếp cậu phải đi cùng tôi. Chương 57, Can yêu Phiêu Mi Uôn, đi cùng tôi, bằng cách nào cơ? Đinh Tiễn cẩn thận suy ngẫm câu này, nhưng cậu lại không nói tiếp nữa. Hai mắt thâm trầm nhìn cô, tựa như chắc chắn rằng cô sẽ bất chấp mọi thứ mà theo cậu. Mùi vị bị người khác gây khó dễ thật chua xót. Nhìn kia đom đóm, Đinh Tiễn ngạc nhiên giơ tay lên chỉ, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng yếu ớt phát ra từ đom đóm. Chu Tư Việt nhìn sang theo tầm mắt của cô. Thật đúng là, sau đó đưa tay nhấn lấy đèn đội đầu, tắt cái bụp, tắt đèn đi. A à, cô vừa quay đầu qua thì Chu Tư Việt đã đưa tay tới, tắt đèn trên mũ cô. Chúng rất nhạy cảm với ánh đèn, đèn pin sẽ làm ảnh hưởng đến ánh sáng của nó. Trong đám cỏ phía trước, có hai con đom đóm song song bay nhảy, ánh sáng màu xanh lá của đom đóm hòa cùng với lùm cây trong đêm đen. Thế giới trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngượng ngùng. Câu vừa rồi cậu còn giữ lời không? Đinh Tiễn ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh trăng dịu nhẹ vương nơi tóc cô. "Tôi gạt cậu làm gì?" Một tay Chu Tư Việt chống xuống cỏ, cúi đầu nhìn cô cười. Trước kia khi cấp 3, cậu rất thích dùng nụ cười kiểu này để che giấu một vài vấn đề cậu không muốn trả lời. Lúc nói chuyện với người ta, khóe miệng cũng vẽ nên ý cười này. Đinh Tiễn hiểu rõ cậu như lòng bàn tay. Trong đêm đen không có ai, mỗi hành động biểu cảm của cậu đều được cô phân tích rõ hàng vạn lần vui thật hay vui giả cô nhìn một lần là biết liền cũng giống như tối nay cậu rất kỳ lạ một cái nhăn mày một tiếng cười đều rất lạ như bị người khác bức bách nên mới nói ra những lời đó trái lại đinh tiễn rất tỉnh táo nhìn cậu hồi lâu bỗng quay đầu đi áp lên đầu gối nhẹ giọng nói tớ sẽ suy nghĩ lại chợt chu tư việt thu lại ý cười ánh mắt chậm rãi rời khỏi người cô cúi đầu khều đám cỏ dưới chân ừ nhẹ một tiếng ngoài điện vô lương bốn cánh cổng hình mái vòm đóng kín toàn bộ ở hậu điện có tăng ni trực chu tư việt không làm phiền họ dẫn đinh tiễn đi ước nguyện chưa thành lần sau còn phải đến một chuyến nữa nguyên phóng định sáng sớm hôm sau đón tàu trở về bắc kinh nhưng hình lộ phi lại không muốn về muốn ở lại nam kinh chơi thêm mấy ngày nguyên phóng quay qua hỏi kê hàng kê hàng do dự mãi rồi cũng quyết định ở lại đồng chính phi và đàn chị triệu manh hẹn nhau cùng trở về vũ hán kết quả chỉ còn lại bốn người họ là về bắc kinh sáng sớm hôm sau bốn người ngồi lên đoàn tàu màu xanh biếc quay về bắc kinh năm ấy tàu tốc hành vẫn chưa phát triển nhưng các tuyến đường dây đã được xây dựng đâu ra đấy trên tàu cũng có không ít người bàn luận chuyện này sau này mà có tàu tốc hành thì đi lại dễ hơn nhiều rồi qua lại giữa người thân bạn bè cũng nhiều hơn nghe nói đi từ nam kinh đến bắc kinh cũng chỉ mất bốn tiếng đồng hồ trong toa tàu mọi người đều bàn chuyện viễn vông lâu phượng và nguyên phóng chìm vào giấc ngủ đinh tiễn quay sang hỏi chu tư việt đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ nếu tàu tốc hành được đưa vào vận hành thì cậu muốn đi đâu nhất chu tư việt đeo tay nghe nghe nhạc cậu điều chỉnh mức âm thanh xuống thấp phòng khi đinh tiễn nói chuyện với cậu mà cậu lại không nghe thấy sau đó quay đầu sang nhìn cô lạnh nhạt đáp hàng châu đinh tiễn sững sờ ánh mắt của cậu như tơ nhện quấn quanh người cô nở nụ cười nhạt khiến cho cả người cô da gà nổi hết cả lên. Hàng Châu, cậu cười, không phải cậu muốn đi à, tớ hỏi là cậu muốn đi đâu cơ mà. Đinh Tiễn cúi đầu lẩm bẩm, không có nơi nào muốn đi cả. Cậu quay đầu về, nhắm mắt, dựa vào ghế, cũng không có thời gian. Đinh Tiễn thật sự tin rằng cậu chưa từng dừng lại. Nguyên Phóng nói một năm nay cậu rất ít tham gia tranh giải. Trong cuộc thi robot lúc trước còn thua cuộc, kỳ thi đó đã khiến tâm trạng của cậu không tốt không hề khách khí với bất cứ một ai thời gian còn lại đều ở cùng với giáo sư diệp trong phòng thí nghiệm công việc trong phòng thí nghiệm rất bận hà cậu nhắm hai mắt lại khẽ gật đầu cũng bình thường nhớ giữ gìn sức khỏe suy nghĩ hồi lâu đinh tiễn cũng chỉ nghĩ ra được câu này chu tư việt nhắm hai mắt bật cười giơ tay lên xoa đầu cô giọng điệu trêu chọc trước sau như một cậu ngốc thật vừa dứt lời đoàn tàu đã chạy vào ga xình xịch xình xịch rồi dừng lại lại có một tốp người đi lên trong toa đầy tiếng người ồn ào huyên náo lòng ngực chu tư việt khó chịu khô hanh chợt thấy thèm thuốc lá cậu nghiêng đầu nhìn đinh tiễn hất cằm qua bên kia ý muốn cô đi ra ngoài mới vừa đi vệ sinh xong đinh tiễn biết cậu muốn hút thuốc thế là nói nhịn đi chu tư việt khàn giọng khẽ đẩy chán cô lúc nào đến lượt cậu quản tôi hả đinh tiễn ngồi ngay thẳng tớ làm thế là vì muốn tốt cho cậu thôi biết nha đầu này từ trước đến nay thích mềm chứ không thích cứng chu tư việt nhìn chằm chằm cô một hồi giọng dịu xuống thương lượng cùng cô được rồi một điếu thôi sẽ về ngay đinh tiễn khăng khăng nửa điếu cũng không được chu tư việt tức tới nỗi liếm liếm môi giờ khóc giờ cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa tính mở miệng chợt nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh điềm đạm một bà lão mặc bộ quần hoa nói với bọn họ cậu bé à nghe lời vợ mình đi đừng có hút nha, khủ, một câu nói khiến đinh tiễn đang uống nước lập tức bị sặc. Không nhịn được ho khan kịch liệt, mặt cũng dần ửng đỏ. Cháu, không phải là, Chu tư Việt bỗng nhiên giơ tay vuốt lưng cho cô, uống chậm chút thôi chứ vợ. Nói xong rồi đến bản thân cũng cười. Đinh tiễn đỏ mặt, dùng khủy tay chọc vào ngực cậu. Lực không mạnh lắm, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo cậu. Nhẹ như mèo gãi, Chu tư Việt dựa vào ghế ngồi cười đến nổi bả vai cũng run lên. Kết quả lại nghe bà lão thành khẩn nói, vợ cháu nói không sai, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, ông lão nhà bà năm nay bị ung thư phổi, chính vì do mấy năm trước hút thuốc quá nhiều, ông ấy cai thuốc cũng được 10 năm rồi mà cuối cùng vẫn bị bệnh đấy. Cháu chớ có học theo." Bà lão càng nói càng đau lòng, che lấy hai mắt già nua đang trực khóc, nghẹn ngào, lúc còn trẻ ông lão nhà bà kinh doanh thủy sản ở Quảng Tây, bận rộn không ăn cơm, chỉ hút thuốc Bà khuyên ông ấy bao nhiêu lần nhưng ông ấy cũng không nghe. Đến 50 tuổi đi khám sức khỏe mới ngớ ra bị bệnh. Lúc ấy bắt đầu cai thuốc, nhưng đâu còn kịp đâu. Bây giờ các cháu còn trẻ, ngàn lần đừng học thói xấu. Thuốc lá này nọ, đều là trò vui bọn quỳ Nhật Bản để lại để làm hại chúng ta hết. Mặc dù biết bà lão đã nhầm lẫn giữa thuốc lá và thuốc phiện. Nhưng đối được người khác vừa khóc vừa khuyên như thế. Cộng thêm nhiều người trong xe nhìn cậu như nhìn người xấu chu tư việt cũng mất hứng hai tay cậu khoanh trước ngực trái lại chẳng hề sợ những ánh mắt khác thường đó mà còn trò chuyện cùng bà lão nói bà đừng đau lòng quá chuyện đã như vậy rồi có đau lòng quá độ cũng không được gì ông ấy cũng không muốn thấy bà đau lòng vậy đâu bà hãy giữ gìn thân thể trước đã bà lão lau nước mắt gật đầu liên tục đinh tiễn sửng sốt nhìn cậu dỗ người khác mặt đầy kinh ngạc giơ ngón cái lên với cậu cậu lợi hại quá nha Chu Tư Việt không để ý tới cô, đeo tai nghe ở trước ngực lên tai. Làn này không phải là headphone màu đỏ nữa, mà đổi sang earphone. Cậu đang nghe gì thế? Nhạc, bài gì? Can yêu feel me uôn. Cậu nhìn cô, thấp giọng nói, tận dạng sáng mới đến Bắc Kinh. 14 tiếng ngồi tàu mệt mỏi. Đinh tiễn gắng gượng được 10 tiếng. Rốt cuộc trong 4 tiếng cuối phải giơ tay đầu hàng. Hai mắt nháy liên tục, rồi tựa vào trên vai Chu Tư Việt ngủ lâu phượng và nguyên phóng ngủ hơn nửa hành trình còn hai tiếng sắp xuống xe thì lại bắt đầu hăng máu kéo chu tư việt chơi black jack bài black jack có cách chơi tương tự như trò xì rách hay còn gọi là xì lát ở việt nam suốt cả quãng đường chu tư việt không hề chợp mắt nhưng cũng không buồn ngủ đưa mắt nhìn tiểu cô nương trên vai mình cậu lấy áo khoác từ trong ba lô ra đắp lên người cô rồi lại đặt đầu cô lên vai mình suốt hành trình cam tâm tình nguyện làm gối dựa cho cô còn lo cô không được thoải mái nên luôn lấy tay đệm cho cô. Thái độ chơi bài lơ đãng này đã giày xéo trái tim FA của Nguyên Phóng và Lâu Phượng đến cùng cực. Lúc xuống xe, Lâu Phượng đã thăng lên làm fan gơn số 1 của Chu Tư Việt. Sau này còn lên chu gửi một câu trả lời được ngàn like. Tôi là một người chơi định yên ổn, thỏa mãn vừa lòng, chưa từng ghen tị bao giờ. Chỉ duy nhất có một lần, tôi ghen tị với người bạn cùng phòng đại học của mình cũng là bạn tốt bây giờ của tôi cô ấy thích thầm đàn anh z nhiều năm thậm chí còn vì đàn anh z đó mà thi vào trường chúng tôi xin phép được giấu tên trường nếu nói ra tên của đàn anh kia thì có lẽ mọi người đều biết cả sợ tạo phiền phức cho hai người trong cuộc kia nên tôi sẽ không tiết lộ cụ thể tóm lại hiện tại đang ở trong lĩnh vực mà không một ai địch nổi đàn anh z ở trường rất khiêm tốn được nhiều cô gái thích nhưng tính tình của đàn anh đó rất lạnh lùng chưa từng cho ai cơ hội bao giờ, tôi cho rằng anh ấy rất kiêu ngạo, sau đó mới biết lúc anh ấy đi chung với bạn thân của tôi thì không phải như vậy. Lúc đi tàu còn làm gối thịt cho bạn tôi ngủ suốt 4 tiếng. Một đàn anh khác nói, ngày thứ hai đến trường tay của anh ấy không nhấc lên nổi. Làm thí nghiệm cũng run tay liên tục, những điều này bạn thân tôi không hề biết, mọi chuyện đàn anh z làm từ trước đến giờ đều không phải muốn khoe công trước mặt cô ấy. Là một người đàn ông đặc biệt cũng từng có người theo đuổi bạn thân tôi, nhưng phần lớn đều là người tâm địa gian xảo, trái ngược rất lớn với đàn anh của tôi. Tính tình của bạn tôi cũng rất dịu dàng. Sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, có một lần, tôi thấy hai người họ hôn nhau trong rừng cây. Ngược chết tôi, tôi cho rằng tình cảm cấm dục này là không hôn môi không lên giường. Một bài dài mấy trang tận mấy ngàn chữ ấy lại được like rất nhiều. Thậm chí có vô số người yêu cầu Lâu Phượng viết chuyện này thành tiểu thuyết nhưng những điều này để sau hãng nói khi xuống tàu đinh tiễn vẫn còn mệt dã rời suốt quá trình đều mơ mơ màng màng, màng được chu tư việt dắt đi xuyên qua đám đông ồn ào cho tới lúc dừng ở cửa phòng ngầm dưới đất được gió mắt đánh úp trong nháy mắt cô tỉnh táo lại chỗ nào vậy chu tư việt cúi đầu lấy chìa khóa phòng làm việc xí lâu phượng đâu rồi cô ấy không đem chìa khóa nguyên phóng dẫn cô ấy đến phòng cho khách trong ký túc xá rồi đinh tiễn à một tiếng lại cảm thấy có chỗ không đúng bỗng vỗ đầu một cái là tớ giữ mà chu tư việt liếc cô cười cười vừa rồi lúc trên tàu cậu không nói nguyên phóng tưởng cả hai đều không mang theo đinh tiễn ngẩn ra tớ ngủ mà sao cậu không đánh thức tớ tôi có gọi rồi cậu nói không có đinh tiễn không tin nếu không sao mình lại không có ấn tượng gì hết bậy vừa dứt lời chợt bên trong cửa truyền tới âm thanh rên rỉ mơ hồ đợi tới nghe rõ hơn, mặt Đinh Tiễn thoáng chốc đỏ lên. Chu Tư Việt đứng trong bóng tối khẽ biến sắc. Chương 58, cứ làm chuyện cậu muốn, sai tôi chịu trách nhiệm. Trời đêm treo trên cao, xung quanh yên ắng như chết, tiếng rên rỉ du dương phập phồng, cao trào liên tục khiến hai thân thể đứng nghe ngoài cửa cứng cả lưng, không dám quay sang nhìn đối phương. Tiếng động này phát ra ở bên trong cửa, tiếng người nữ ngâm nhẹ đi kèm tiếng hừ khẽ nặng nề của nam. Việc đã xong, hai đứa trẻ thuần khiết đứng ở cửa mắt lớn mắt nhỏ chừng một hồi chốc sau lại quay đầu đi chỗ khác nhìn bốn phía cho đến khi chu tư việt nắm tay thành quyền đặt bên miệng hò khan một tiếng rồi nhìn sang cô ý hỏi cô có muốn rời đi không đinh tiễn khẽ gật đầu chu tư việt xoay người dẫn cô rời đi phòng ngầm dưới đất u ám ẩm ướt lúc đi cầu thang đi lên bất chợt cậu đổi tay cầm túi sách của đinh tiễn để tay kia nắm lấy cô dắt đi đinh tiễn lặng thinh nhìn theo tay nắm lại sau đó cứ dắt nhau như thế cho đến cửa khách sạn chu tư việt buông cô ra cúi đầu chứng minh thư đinh tiễn cúi xuống lấy trong túi sách ra đưa cậu sau đó đứng ở cửa nhìn cậu cầm hai tấm chứng minh thư đến quầy lễ tân nhân viên lễ tân mấy phòng hai phòng cậu đứng nghiêng tay chống lên mặt quầy hơi cong lưng nhân viên lễ tân gõ lạch cạch sau đó ngẩng đầu lên xin lỗi anh chỉ còn lại một phòng giường lớn thôi quốc khánh có nhiều khách nên gần như đều kín phòng cả xin lỗi chu tư việt quay đầu nhìn đinh tiễn rồi quay lại lạnh nhạt bảo một phòng đi vâng nhân viên lễ tân nhập thông tin sau đó đưa thẻ phòng cho cậu chu tư việt ngoái lại nhìn đinh tiễn ra hiệu cô vào đi đinh tiễn đỏ mặt siết chặt túi trong ngực né tránh ánh mắt của nhân viên lễ tân mà đi theo sau sự xấu hổ gần như nhấn chìm cô chỉ còn dư lại mỗi ý nghĩ ấy vậy mà cô lại đi thuê phòng với Chu Tư Việt. Lúc đi lên lầu, toàn thân bước đi không chút sức lực như đạp phải cây bông. Thế nhưng lại thấy nóng, đợi đến lúc cô ý thức được, ý, hình như mình có thể về ký túc xá ngủ mà. Nhưng cô lại rất hưởng thụ cảm giác được cậu sắp xếp mọi thứ. Có vẻ Chu Tư Việt rất thành thục, đeo ba lô, bóng người cao lớn đi trong hành lang dưới ánh đèn mờ. Chỉ chốc lát sau đã đến phòng của bọn họ, vừa đẩy ra cửa, là phòng đơn chỉ có một giường lớn. Cô ngạc nhiên nhìn Chu Tư Việt, cậu đấy cửa đi vào, lấy thẻ ra mở cửa phòng, ngón tay đặt trên khóa cửa, ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô còn trần trừ thì thúc giục, vào đi, đinh tiễn đi vào rồi đóng cửa lại. Cậu thu dọn rồi ngủ đi, tôi đợi đến 4 giờ sẽ đi, theo bản năng đinh tiễn nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng rồi, rất lời, Chu Tư Việt nghiêng cổ cởi ba lô đeo chéo trên lưng xuống ném lên salon xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra nước nhỏ tong tong chỉ lau qua cho có chứ không lau khô sau đó lấy thuốc và bật lửa đi ra ban công hút hành trình hai ngày đi tàu vất vả người đã mệt lắm rồi dù gì cô còn ngủ trên tàu bốn tiếng chứ cậu chưa từng chợp mắt chút nào vành mắt đã thâm đen rồi đinh tiễn đặt túi xuống đi ra theo dựa vào cửa kính nói chuyện với cậu cậu đi làm gì chu tư việt cúi đầu ngậm thuốc lên miệng liếc nhìn cô quẹt bật lửa một cái tách ngọn lửa bùng lên cậu cúi đầu đưa điếu thuốc lại gần châm lên đốm lửa lập lòe cậu nhà một vòng khói ra rồi nói đi về sửa lại tài liệu viết báo cáo cậu tưởng là đi chơi thật à vừa nghe phải viết luận văn đinh tiễn lập tức nhăn nhó nhìn cậu á à, ai cũng phải viết hả chu tư việt ngậm điếu thuốc cười nói các cậu không cần tôi viết là được rồi là ý của thầy diệp có vẻ đinh tiễn cũng đoán được cậu gật đầu lấy điếu thuốc xuống đặt bên mép, thở ra một ngụm, hỏi cô, chưa đi ngủ à, đinh tiễn nhìn cậu rõ như mặt gương. Hai mắt sáng lên, giọng vừa êm lại kiên định, Chu tư Việt, cậu sợ sáng mai đi ra ngoài bị người ta bàn tán hả? Động tác hút thuốc khựng lại, gò má giật giật nhìn cô, tiểu cô nương bước đến hai bước, dựa vào lan can trên sân thượng, tự diễu cười. Có phải năm đó tớ bảo không muốn cậu tiếp xúc gần với tớ tránh bị người ta nói ra nói vào đã làm tổn thương cậu không? chu tư việt cúi đầu nhấp môi dưới không lên tiếng thuốc kẹp trên tay không hút tích tụ tàn đinh tiễn lại cười thật ra năm đó tớ giận cậu quá vì cậu cứ luôn có thái độ lúc gần lúc xa làm tim tớ đập rộn lên lúc thì đối tốt với tớ lúc lại quẳng tớ ra một bên vui vẻ thì đùa đôi lần mất hứng thì ngó lơ tớ hôm ấy nhất thời tức giận nên mới nói vài lời như vậy với cậu đêm khuya thanh vắng tinh tú đầy trời chợt lấp lánh đối mặt với lời tố cáo của Đinh Tiễn, Chu Tư Việt nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, rồi không đồng ý tôi lơ cậu bao giờ, không phải lần đó chủ động giảng bài cho cậu à có. Do cậu không nhớ thôi, chàng trai không thừa nhận, không có, tiểu cô nương sốt ruột, dựa vào lan can, người đổ về trước, có thật mà, cậu có nhớ suýt nữa cậu đã làm lưu tiểu phong khóc không? Chẳng qua người ta chỉ ngồi chỗ cậu có một lúc mà cậu giữ dằn đuổi người ta về. Sau lần đó. Tớ nói chuyện với cậu mà cậu cũng không thèm để ý đến tớ. Hơn nữa khi ấy cậu bạn nhiều, ai cũng trò chuyện được. Mỗi lần không để ý đến tớ là lúc nào bên cạnh cũng sẽ có một đống bạn mới nhảy ra. Y chang mấy kẻ su nịnh, nói xong câu cuối cùng. Đinh Tiễn cũng không dám qua lớn tiếng, nhỏ giọng thầm thi, thế nhưng vẫn bị cậu nghe thấy. Chu Tư Việt dập thuốc, sách tai cô, tôi thấy cậu ngứa ra rồi đấy. Đinh Tiễn sợ nhột, nhất là hai tai, nơi nhạy cảm nhất vừa né vừa xin tha sao phải động thù chứ hai người đùa giỡn ầm ĩ một hồi đinh tiễn bị dồn đến trong góc tường dáng người cao lớn của chu tư việt chặn trước mặt cô che khuất ánh sáng sau lưng một tay che trên đỉnh đầu cô như giam cầm đinh tiễn đẩy ngực săn chắc gần trong gang tất đi cậu đừng quấy dày nữa tớ đang nói chuyện rất nghiêm túc với cậu đấy chu tư việt nghiêng người dựa vào cửa kính ung dung nhìn cô dáng vẻ rửa tay lắng nghe lời ít ý nhiều nói nói đi tớ sẵn lòng đi theo cậu đinh tiễn nói đặc biệt sẵn lòng có mấy lời đến hôm nay bỗng trở nên cẩn thận vì quá thích nên khi thật sự phơi bày những thứ đó lồ lộ, lộ ra trước mắt cô bảo cô phải đưa ra chọn lựa là lập tức lại có vài vấn đề nảy sinh trước kia tớ nhát gan hèn nhát tự ti nhạy cảm đa nghi lại còn rất thích khóc nhè cuối cùng lại cứ để cậu phải thu dọn cục diện thay tớ làm việc gì cũng trông trước trông sau sợ sai. Nhưng càng như thế thì càng lộ nhiều sai sót. Đợi tới lúc tới phát hiện ra, thì đã không kịp hối hận nữa rồi. Lúc tớ học lại, dồn hết sức liều mạng mà học. Nói thật lúc không có cậu, tớ đâu nghĩ nhiều như thế. Nhưng cậu vừa xuất hiện là tớ lại dối cả lên. Sa địch nói như vậy không được, tớ bị cậu nắm chặt quá rồi. Không phải điểm tốt, hòa cùng ngân hà đầy trời. Từng chuyện cũ xuất hiện. Đinh Tiễn liên miên với cậu về một vài chuyện. Chu Tư Việt nghiêm túc cau mày lắng nghe, tổng kết lại câu cú lộn xộn không mạch lạc của cô. Rút ra một tư tưởng chính, đó chính là, sợ cậu chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng, sợ chia tay, sợ sau này sẽ không làm bạn với nhau được nữa. Không bằng cứ duy trì tình trạng trước mắt, cậu nghiêng người dựa vào cửa kính, sau màn thao thao bất tuyệt của cô, cậu nhìn cô chăm chú không chớp mắt, đinh tiễn bị nhìn đến nỗi sinh sợ cứ làm chuyện cậu muốn sai tôi chịu trách nhiệm dù có theo tôi hay không tôi cũng sẽ không để cậu phải chịu uất ức bảo đảm như thế đã đủ chưa hiếm khi thấy cậu không cười cúi đầu nhìn cô dường như vào lúc này đến mỗi sợi tóc của cậu cũng toát lên vẻ nghiêm túc vậy chị hình lộ phi thì sao liên quan quái gì đến cô ấy trên mặt cậu lại xuất hiện nụ cười như có như không chị ấy thích cậu đó liên quan quái gì đến tôi tớ sợ chị ấy cậu ngắt lời liên quan quái gì đến cậu? API, cậu đang qua quýt với tổ chức đấy biết không hả? Từ bao giờ kiểu như hình lộ phi lại có thể khiến cậu căng thẳng thế hả? Vậy từ bao giờ kiểu như tô bách tòng cũng có thể khiến cậu căng thẳng hả? Tôi căng thẳng, cậu nhìn cô như cười nhạo, rồi lại khôi phục dáng vẻ nhớn mày phách lối thường này. Bốc phét, ăn ý đáp lại, đinh tiễn dỗ cậu, là vậy là vậy, hai người cùng nhìn đối phương mà cười. Cậu thong dong tự tin nhìn cô dường như đang đợi cô từ từ thay đổi quan hệ này. Chu Tư Việt đợi trong phòng 2 tiếng, đúng 4 giờ sáng liền rời đi trước, trong 2 giờ đó cậu ngồi trên ghế viết chương trình, quá nửa đêm đinh tiễn không gắng gượng nổi nữa, ôm gối say giấc, trước khi ngủ còn không quên líu díu với cậu, cậu cũng ngủ đi, Chu Tư Việt sửa chăn đắp lại cho cô, rồi mở lép lên ngồi trên ghế, trong hộp thư là mấy bức thư giáo sư Diệp gửi mấy ngày trước từ Đài Loan. Cậu mở ra đọc hết nội dung rất nhiều, đọc được nửa lại không nhịn được ngồi ngủ trên ghế một lúc. Đến khi tỉnh lại thì đã là 4 giờ 10 phút, Chu Tư Việt dây huyệt thái dương, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi, thuận tiện gọi giúp cô bữa sáng vào lúc 7 giờ, sau đó mới khóa cửa lại rồi rời đi, tia nắng sớm hé lộ, lúc đinh tiễn thức giấc thì trong phòng đã trống trơn không bóng người. Chu Tư Việt đã đi rồi, trên tủ đầu giường còn có một tờ giấy nhắn, chỉ một hàng chữ đơn giản gọi đồ ăn sáng cho cậu rồi. Ăn xong hãy đi về đến trường thì tìm tôi. Đi trước đây, chu, chữ cậu cứng cắp mạnh mẽ. Nhớ lại lúc trường trong giờ văn chiêm văn lệ từng nói. Những người từng tập thư pháp mới có được sức bút, thế nhưng cậu lại rất lười. Lúc làm bài thi chỉ muốn tiết kiệm sức lực nên chữ viết rất cầu thả. Phí cả bàn tay chữ đẹp, thời gian sau đó lại quay về bình thường. Thì thoảng Chu Tư Việt trở lại phòng ngầm dưới đất phần lớn thời gian đều ở thư viện với đinh tiễn thời gian đinh tiễn ở ký túc xá cũng dần ít đi cứ hết tiết là lại làm ổ trong thư viện với chu tư việt viết chương trình gần như ba người trong phòng đều biết cô có một anh chu thay nhau theo lâu phượng nhiều chuyện hỏi y ra cậu với anh chu sao rồi đinh tiễn suy nghĩ rồi vừa đọc sách vừa nói thỉnh thoảng ăn cơm thảo luận hy vọng rất tốt mấy người vỗ bàn tỏ ý hẹn đi ăn cơm đi chứ không mời bạn cùng phòng ăn cơm thì tính là bạn trai cái gì nữa. mươi 59, hẹn hò nhé, thấy sao, Đinh Tiễn từ chối, vì cô cẩn thận nhớ lại thời gian ở bên Chu Tư Việt trong thời gian qua. Hai người vẫn chưa chính thức trở thành người yêu của nhau. Nếu nói là bạn trai, thì cô không cảm thấy có nhiều cảm xúc mãnh liệt lắm. Nhưng nếu muốn nói là thuần khiết, thì cũng không trong sáng lắm. Chẳng qua cả hai như còn đang đang đợi cơ hội đến thay đổi quan hệ này, cô không nhắc tới. Cậu cũng không gấp, mỗi ngày ngoại trừ đợi ở phòng thí nghiệm thì là đến thư viện viết chương trình cùng cô. Có một lần còn gặp một nam sinh cùng lớp cậu ở thư viện. Lúc ấy Chu Tư Việt giang chân dựa vào ghế đọc sách. Còn Đinh Tiễn thì gục xuống bàn làm bài tập vi tích phân. Chợt nghe thấy từ trên đỉnh đầu có người thấp giọng hỏi thăm Chu Tư Việt. Hiếm lắm mới thấy cậu không đi nét mà chạy tới thư viện đấy. Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn nam sinh kia, cười cười không phải cậu cũng thế à sau đó bỗng nam sinh đưa mắt nhìn sang đinh tiễn rồi lại nhìn lại chu tư việt với vẻ sâu xa đinh tiễn bị nhìn mà không khỏi đỏ mặt muốn tìm cái lỗ chui vào cô chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm bài tập rồi lại không nhịn được mà âm thầm liếc nhìn kết quả là thấy nam sinh kia đi được ba bước lại quay đầu lại mặt đầy mập mờ thấp giọng thù thì với người bạn bên cạnh cái gì đó người nọ lại lia mắt tới đinh tiễn lập tức cúi đầu xuống ngượng đỏ cả mặt cầm bút vẽ vẽ trên tập vở, bị người nào đó bên cạnh thấy được, trực tiếp giễu cợt cô. Làm gì vậy, cậu trộm đồ của họ hả? Làm gì mà trột dạ như vậy? Tại sao tớ lại có cảm giác vụng trộm thế này? Đinh Tiễn cúi đầu, thở dài, nói ra nội tâm chân thực của mình. Chu Tư Việt bị cô chọc cười, cầm luôn cuốn thuật toán thống trị dày cộm lên vỗ vào đầu cô. Thấp giọng cười mắng, mẹ, sao lúc cậu viết chương trình thì không phát huy trí tưởng tượng không giới hạn này của mình đi? đinh tiễn api loại linh cảm này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được có hiểu không hả thế à chu tư việt cười lạnh nhìn cô cốt giáo sư vương đưa cậu đã viết xong chưa trong nháy mắt đinh tiễn như quả bóng bì xì hơi gục xuống bàn lấy bút vẽ bậy thấp giọng nói vẫn chưa việc viết chương trình này này cũng giống như trước kia học toán vậy nhập môn nhanh đi sâu vào chuyên ngành thì lại quá khó cô có thể viết được cốt đơn giản nhất nhưng đi sâu vào nghiên cứu là cô phải cố hết sức. Giáo sư Vương có giới thiệu mấy cuốn sách mà cô vẫn còn chưa đọc được. Mã trò chơi cũng đã khảo nghiệm vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có hiệu quả. Chu Tư Việt thở dài, cô nhóc của mình để mình dậy, không trông cậy vào người khác được. Buổi tối đem laptop tới, hai người ăn cơm trong phòng ăn xong. Đinh Tiễn trở về ký túc xa lấy laptop. Laptop này là do Diệp Thường Thanh đưa cho cô vào đêm trước ngày đi học. Đinh Tiễn lên mạng xem giá, cấu hình cũng không phải rẻ gì. Cô định tiết kiệm khoản tiền này dần dần rồi trả lại cho Diệp Thường Thanh. Hai người không vào thư viện mà trở về phòng ngầm dưới đất. Chu Tư Việt dựa vào ghế sofa, nhìn cô lấy laptop từ ba lô ra đặt trên bàn thấp, cậu nghiêng người cầm laptop, chạy thử một lúc, rồi buông câu đùa tùy ý, "Không tệ, mẹ cậu giàu rồi hả?" Đinh Tiễn nghe thấy lời này có chút châm chọc, không nhịn được đỏ mặt, thấp giọng nói: là cậu của tớ đưa chu tư việt ngừng tay quay đầu nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi giơ tay lên xoa đầu cô như trấn an sau đó thôi nhìn mà lần nữa tập trung vào màn hình khẽ ừ một tiếng tiếp tục vùi đầu vào chương trình căn phòng yên tĩnh bóng đêm ngoài cửa sổ sâu thẳm cây cối lặng lẽ đứng yên kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc bóng đèn trên đỉnh đầu vẫn mờ tối như cũ chu tư việt xem chương trình rất nhanh lướt nhanh mấy hàng rồi sửa chữa vài chỗ cho cô rồi còn đánh dấu giúp cô ở mấy chỗ đã sửa để cô về xem lại dễ hơn. Ngón tay thon dài của cậu gõ bàn phím rất nhanh. Chạy thử xong không có vấn đề gì thì đẩy laptop lại trước mặt cô. Mấy vòng lập pho này không có hiệu quả. Đã sửa cậu sửa lại cho cậu rồi. Không có vấn đề nghiêm trọng gì cả. Chỉ là khi xác định biến địa phương. Cậu đã chọn sai hàm số. Nói rồi, Chu Tư Việt đứng lên đi tới mép giường lấy hai quyển sách từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô để bên cạnh laptop, hất cầm, đem về mà đọc, giáo sư Vương giới thiệu một đống sách mà tớ còn chưa đọc xong này. Đinh Tiễn khóc không ra nước mắt, cô đây là đã rớt xuống hố sâu rồi. Chu Tư Việt khom lưng tìm bao thuốc trên bàn, rút thuốc châm lửa, khói thuốc bay lên, cúi đầu thở ơ nói. Mấy cuốn kia cậu đọc không hiểu thì khỏi cần đọc, cứ đọc hai cuốn này trước đi. Nhưng còn giáo sư Vương, từ nhỏ Đinh Tiễn rất nghe lời thầy cô giáo luôn cảm thấy thầy cô giáo sẽ không làm hại học sinh. Mặc dù trong lớp giáo sư Vương hay thích khoác lác, nhưng liên quan tới vấn đề chuyên ngành cũng sẽ không lơ mơ. Chu Tư Việt nhét thuốc vào lại bao, vứt lên ghế sofa, hơi cúi người xuống, tầm mắt ngang với cô ngồi trên sofa, sờ mái tóc dày của cô, thấp giọng dụ dỗ, "Nghe tớ, ngoan nào." Hơi thở đàn ông quấn quýt trước người, bao quanh lấy cô, đối mắt với ánh mắt có vẻ trêu chọc lại không đứng đắn của cậu. Trong đêm tối yên tĩnh này, tim cô đập như trống. Thình thịch thình thịch, tiết tấu điên cuồng có lực. Xém tí nữa đã bị cậu lôi xuống hố. Tay chu tư Việt trượt dọc theo tóc cô ra sau gáy. Vỗ nhẹ nhẹ một cái như dỗ con nít vậy. Đừng có cái gì cũng nghe thầy. Với cả cũng đã ngoan nhiều năm rồi. Cậu cũng nên làm phản đi chứ. Hởm, cô nghe mình nói. Được, ngày nghỉ quốc khánh cuối cùng. Khổng xa địch phải lên máy bay trở về thành đô đinh tiễn và chu tư việt dẫn khổng sa địch đến quán yến minh hiên đối diện trường ăn cơm từ sau khi tốt nghiệp trung học ba người họ chưa hề tụ tập với nhau ngược lại cũng rất hiếm thấy suốt quá trình khổng sa địch không quên trêu ghẹo bọn họ nhất là chu tư việt dường như hai người này trời sinh đã không hòa hợp lúc cấp ba đã vậy rồi vừa thấy mặt là gây gổ nói câu nào câu nấy đều như đâm vào tim gan đối phương cũng rất rõ ràng tâm trạng của khổng sa địch không tốt suốt buổi chỉ lấy chu tư việt ra trêu chọc cậu với cái đám anh em kia của mình giặt một bộ đức hạnh nếu cậu dám đối xử không tốt với tiễn tiễn nhà tôi xem tôi trị tội cậu thế nào bọn con trai các cậu đều thế mà thôi nói cái gì mà muốn tốt cho em cái gì cũng vì tốt cho em yêu đương là chuyện hai người mà dựa vào đâu mà chỉ một mình cậu ấy quyết định được khổng xa địch càng nói càng hăng vì sao mà lúc nào các cậu cũng đều có vẻ bề trên thế hà chuyện gì cũng là các cậu đúng. Chẳng lẽ con gái bọn tôi đều ngốc hết sao? Trời sinh bọn tôi đã ngốc hơn các cậu đấy. Mới đầu Chu Tư Việt còn chịu lắng nghe, nhưng càng nghe về sau càng không nhịn được mà cau mày. Đinh Tiễn biết cậu mất hứng vì khổng xa địch nói anh em của cậu như thế. Cô bèn trấn an vỗ lên tay cậu, ánh mắt chứa đựng vẻ cầu xin, vẻ mặt như xin cậu dáng nhịn chút thôi. Cậu mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, khổng xa địch vẫn còn nói, một kẻ thì nói đi lính vừa đi là biệt tâm tin tức nhìn coi đã hại vưu khả khả thành ra kiểu gì rồi kìa một tên thì muốn làm phi công nói chia tay là chia tay liền nói đến đây khổng xa địch ngẩng đầu nhìn chu tư việt nói cậu cũng giống hệt thế cũng không tốt đẹp gì đinh tiễn liếc nhìn chu tư việt phụ họa đúng thế con trai chẳng ai tốt cả chu tư việt liếc cô dựa vào ghế hai tay khoanh trước ngực uy hiếp ngứa ra hà đinh tiễn vỗ chân cậu dáng chút thôi oan cho cậu rồi chu tư việt cúi đầu nhìn bàn tay cô đang đặt trên chân mình rồi lại mắt đối mắt với cô ung dung thong thả nói không oan quả thật tôi không phải thứ tốt gì tầm mắt lại rơi xuống đùi đinh tiễn nhìn theo đó đầu ngón tay truyền đến hơi ấm cách một lớp vải là nhiệt độ cơ thể cậu cô nhanh chóng rụt về giống như bị điện giật rồi không dám nhìn cậu nữa không xa địch vỗ bàn hai người các cậu đừng có làm người khác chán ghét nữa được không có thể tôn trọng đứa độc thân là tôi đây được không hả hai người lại nhìn nhau rồi quay đầu đi chu tư việt nắm tay đặt lên miệng khẽ ho sau đó nhìn khổng sa địch bình tĩnh nói tống tư kỳ đang ở bắc kinh khổng sa địch sửng sốt nhìn cậu thật lâu với vẻ không tin nổi mà cũng chưa hoàn hồn mấy giây sau bỗng nhiên tăng cao âm lượng lên chu tư việt cậu ấy ở bắc kinh mà bây giờ cậu mới nói cho tôi biết hả mẹ nó cậu rốt cuộc có coi tôi là bạn của cậu không Chu Tư Việt ngồi trên ghế, cau mày, Đinh Tiễn biết cậu không thích quản chuyện của người khác, ngay cả đời sống tình cảm của bản thân còn chưa giải quyết xong nói chi tới việc đi giúp người ta. Tống Tư Kỳ lại là anh em của cậu, không nói cho khổng sa địch biết, đoán chừng là ý của Tống Tử Kỳ. Sa địch, cậu đừng kích động, Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt, người bình thản ra mặt đang dựa vào ghế, đành bất đắc dĩ nói, chắc Chu Tư Việt cũng mới biết thôi, đừng có giúp cậu ấy cậu ta vốn có xem tớ là bạn đâu. Cho tới nay, cậu ta đều coi thường những người như chúng ta. Xưa nay cậu ta đều ra vẻ thanh cao. Đủ rồi, bất chợt, một thanh âm gay gắt quát lên cắt ngang. Khổng sa địch không tin nổi nhìn đinh tiễn. Mím môi tùy thân nói. Ngay cả cậu cũng mắng tớ sao. Đinh tiễn tức khổng sa địch đã nói chu tư Việt như thế. Nhưng đồng thời lại càng đau lòng cho cô ấy. Cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Tâm tình rối loạn. Cô nhìn khổng xa địch rồi cúi đầu xuống. Cũng tủi thân nói, tớ xin lỗi, tớ không nên mắng cậu. Nhưng cậu cũng đừng nói cậu ấy như thế. Cậu ấy không có xem thường ai hết. Đừng lo gì hết, lát nữa tớ dẫn cậu đi gặp Tống Tử Kỳ được không? Tính tình này tới nhanh cũng đi nhanh. Hai người lại làm hòa với nhau. Bầu không khí ngột ngạt một giây. Khổng xa địch cũng ý thức được mình nặng lời. Nhìn Chu Tư Việt mà nói. Xin lỗi vì đã quá lời. Cậu vẫn nhàn tản dựa vào ghế cầm ly trà nhấp một hớp, nhún vai ý sao cũng được. Có điều đề nghị cậu đừng đi tìm cậu ấy. Cậu ấy không gặp cậu đâu. Để cậu ấy bình tĩnh một thời gian đã. Mới từ Nam Kinh về. Ngày nào bác Tống cũng tìm cậu ấy lôi thôi. Cậu đi cũng không nói được gì. Khổng xa địch bản tính bộc trực đâu kiềm chế được. Vừa kết thúc bữa cơm là lập tức tới tận tới nhà Tống Tử Kỳ. Đinh Tiễn và Chu Tư Việt quay về trường. Trên đường đi vẫn chưa yên tâm lẩm bẩm một câu nhà đầu này sẽ không đi tìm tống tử kỳ thật đấy chứ chu tư việt cắm đầu đi thở một hơi dài cái này còn cần phải nghĩ à dùng đầu ngón chân cũng biết ra tới cửa nhất định cô ấy sẽ rẽ trái đinh tiễn sợ khổng xa địch xảy ra chuyện bước chân từ từ dừng lại định quay lại tìm cô ấy thì chợt bị người ta lôi cổ đi ngây ngẩn bị người ta nhốt vào trong lòng bốn phía xung quanh là người đi đường vội vã tới lui chu tư việt cúi thấp đầu nhìn cô liếc cô với vẻ như cười như không. Nhàn tản nói, hẹn hò nhé, thấy sao, chương 60, đủ phản lắm, lúc khổng xa địch tìm được Tống Tử Kỳ thì Tống Tử Kỳ mới về đến nhà. Đang lấy chìa khóa ra mở cửa, chợt cậu trông thấy một cô gái ngồi trên nền đất, lập tức sửng sốt, chìa khóa trong tay kêu len keng đánh thức cô gái. Cô ngẩng đầu, khi gương mặt ấy xuất hiện trước mắt cậu, Tống Tử Kỳ còn tưởng mình uống nhiều sinh ảo giác, sau đó mới ngớ ra mình chỉ ra ngoài đi dạo. Không hề uống rượu, trong con hẻm nhỏ vẫn là ánh đèn đường khi tối khi sáng đấy. Hát lên gương mặt kiều diễm của Khổng Sa Địch, có chớp mắt cậu thất thần, tựa như quay về thời cấp 3, trong mùa đông cô gái mặc váy ngắn trốn trong hẻm chờ cậu. Có lúc cậu sẽ nấp sau tường nhìn, trước khi cậu chưa xuất hiện, nhà đầu này đâu thấy lạnh, nhưng khi cậu vừa xuất hiện là cô lập tức run lên. Sau đó nhào vào ngực cậu, mỗi một cảnh cậu đều nhớ rất rõ. Khổng Sa Địch từ từ đứng dậy, thấp giọng gọi cậu Tống Tử Kỳ, cậu do dự không đáp, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. "Sao cậu lại đến đây? Từ ngày cậu đi Nam hàng thì cả hai chưa từng gặp lại nhau lần nào. Lúc ở Thành Đô khổng xa địch luôn nghĩ, làm sao cậu ấy có thể tuyệt tình chia tay như vậy được, đâu phải cô không để cậu đi thi phi công đâu. Chỉ vì giận dỗi nên cô mới nói chia tay, sao cậu có thể kiên quyết dứt khoát như vậy được? Tại sao cậu nỡ tối muộn ở Bắc Kinh khá lạnh, nhưng cô chịu được lạnh?" để lộ đôi chân cũng không thấy lạnh chút nào khổng sa địch không kìm được bật khóc nhào vào lòng cậu khóc toáng thút tha thút thít ngắt quãng nói ra được bốn chữ tống tử kỳ nghe rất rõ tớ rất nhớ cậu cô gái ôm cổ cậu chôn trước ngực cậu hai tay tống tử kỳ rũ bên người căng cứng đầu hơi ngẩng lên dáng kiềm chế yết hầu lên xuống về đi khổng sa địch túm lấy cổ áo cậu chùi nước mắt nước mũi nói tớ không đuổi kịp máy bay rồi Tống Tử Kỳ cúi đầu nhìn cô. Vì không đuổi kịp máy bay nên cậu mới khóc à, cậu đang đùa tớ đấy hả Tống Tử Kỳ ngoảnh mặt đi. Lấy lại vẻ nghiêm nghị, Sa Địch nghe lời, "Về đi, Khổng Sa Địch buông cậu ra." Đứng thẳng trước mặt cậu, lúc này mới dương mắt đánh giá cậu. Một năm qua, cậu gầy đi rất nhiều. Xương lông mày cộm rõ lên hẳn so với trước. Tớ đã nghe nói rồi. Ánh mắt Tống Tử Kỳ lạnh đi, nên cậu đến để an ủi tớ cô vội lắc đầu tớ đến là để cô đến để làm gì để cầu hòa từ nhỏ đã quen làm mưa làm gió có bao giờ cầu hòa với người ta đâu nhưng ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt cậu không hề có ý định giảng hòa trước đây lúc bắt đầu hẹn hò rõ ràng là cậu dụ dỗ cô từng bước một dựa vào đâu cậu nói muốn là muốn nói không cần là không cần chứ khổng sa địch rất tức nhưng khổ là vào lúc này bản thân đang ở thế hạ phong khiến cô rất sầu não tớ đến tìm cậu để đòi tiền Nghĩ một hồi rồi cô nói. Tống Tử Kỳ nhìn cô với vẻ khó hiểu. Bao nhiêu một cái hôn 100 tệ. Tự cậu tính đi, lúc trước hôn tớ mấy lần rồi. Làm sao có thể tính rõ đây? Thượng Uyển Thanh Hoa, tọa lạc ở hướng tây bắc của thủ đô. Lưng tựa núi Yến ngắm ngọc tuyền tháp ảnh. Gần di hòa kế viên minh cùng cố viên. Kỳ thực hai chữ hẹn hò luôn khiến ta tràn đầy khao khát với tương lai. Đặc biệt lời này còn được chính miệng Chu Tư Việt nói ra. Đinh Tiễn bị cậu kéo vào lòng ngẩng đầu nhìn cậu không phải cậu nói không hẹn hò à chung quanh người qua đường lui tới thường xuyên chợt có người đưa mắt nhìn hai người họ không khác gì đang nhìn một đôi tình nhân chu tư việt cúi đầu nhìn cô lúc cô mới đến cậu vẫn chưa chuẩn bị xong người vốn cứ tưởng đang ở nước ngoài lại bất chợt nhảy đến trước mặt mình từng tấc vuông trong lòng cậu đều rối cả lên cậu đã lập kế hoạch sinh hoạt một người xong xuôi hết rồi không hề có phần của cô mọi kế hoạch liên quan đến cậu đều không liên quan gì với cô xa cách một năm một lần nữa cô lại đứng trước mặt cậu cậu nhanh chóng tính toán một lượt kế hoạch mấy năm nay vẫn không có không gian của cô không có thời gian hẹn hò cũng không làm nổi bạn trai hoàn mỹ bỏ một năm cô đã thay đổi mà cậu cũng đã chẳng còn là chu tư việt của ngày xưa tài sản địa vị cũng thay đổi đến long trời lở đất nay tính lại cô bám dính cũng chặt thật đấy cứ có kẽ hở là sẽ chen vào từng chút một lấp đầy cuộc sống của cậu chuyện của tô bách tòng thì có gì đáng để kích thích cậu thứ làm cậu bị kích thích thật sự đấy chính là sự thay đổi của cô thời gian không gian đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều ổn thỏa chúng thần quay về vị trí cũ mỗi giây thần kinh của cô đều nối liền với cậu vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa nhưng không ngờ lúc nãy ở trong phòng bao dáng vẻ bảo vệ cậu của cô đã chạm đến cậu đáy lòng bình tĩnh mênh mang nổi gợn sóng mỗi giây thần kinh đều như đang nhắc nhở cậu mày còn chờ cái gì nữa thế là cậu kéo người đến nói với cô mình muốn hẹn hò cùng cô yêu đi yêu đi ai không yêu kẻ đó là đồ con cún yêu kiểu gì đây hợp thì đến không hợp thì tan hay là kiểu có thể về nhà ra mắt bố mẹ hay là tình yêu chóng vánh theo thời đại không cần quanh co trực tiếp vào thẳng lấy dục vọng làm chính hay là cặp đôi tinh thần thanh tâm quả dục đinh tiễn chia sẻ mấy hình thức hẹn hò với chu tư việt cho ngài lựa chọn Chu Tư Việt liếc mắt, nói bố mẹ cậu hay bố mẹ tôi thì chúng ta cũng đều gặp cả rồi. Trực tiếp vào thẳng đi. API, Khổng Sa Địch nói không sai mà, con trai chẳng ai tốt cả, con gái cũng toàn nói một đằng nghĩ một nẻo. Tuy nói vậy, nhưng đôi tình nhân Chu thị yêu nhau một tháng cũng chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay. Đinh Tiễn chợt nhớ ra Chu Tư Việt từng nói thích cô làm phản. Đinh Tiễn nhắn tin cho Khổng Sa Địch làm thế nào để thỏa mãn tâm tính phản nghịch của con trai khổng sa địch trả lời cuồng dã Lẳng lơ, cậu là nói ở phương diện nào khổng sa địch trên giường? Chu Tư Việt không thích kiểu đó đâu. Khổng sa địch lại trả lời đàn ông càng lạnh lùng cấm dục thì trong xương tùy càng biến thái. Cậu tưởng con trai thời nay là liễu hạ huệ hết à cậu tưởng cậu ta không xem AV chắc. Chẳng qua ngoài miệng nói thế thôi. Im im vậy chứ từ cấp 3 đã xem rồi đấy. Tim đinh tiễn đột nhiên nhảy thót. Sao cậu biết khổng xa địch lại trả lời Tống Tử Kỳ nói cho tớ đấy? Lại còn cả ba người cùng xem. Xem của Sora Aoi chứ ai? Đinh Tiễn không cách nào mường tượng nổi cảnh Chu Tư Việt xem AV. Vậy là dứt khoát đổi đề tài cậu với Tống Tử Kỳ sao rồi từ bỏ rồi. Cái vẻ khẩu thị tâm phi của cậu sắp trào ra khỏi màn hình rồi đấy. Y ra, cậu không thể để tớ ngụy trang là từ bỏ được hả tớ quyết định rồi tốt nghiệp xong tớ sẽ đến công ty hàng không của cậu ta nộp hồ sơ làm nữ tiếp viên hàng không không phải cậu ta bị cấm bay à vậy tớ bay trước cậu ta cho cậu ta tức chết chúc cậu thành công sau đó quay sang gửi tin nhắn cho chu tư việt anh em của cậu thảm rồi khi ấy chu tư việt đang ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư diệp giáo sư diệp mới từ đài loan về đem theo một sấp lớn tài liệu cho cậu tham khảo cầm trên tay bản vẽ của chu tư việt mới xong mấy ngày trước đặt lên bàn chỉ Mục quán tính ra tốc góc của bộ phần đầu hình như có vấn đề. Em lấy về xem lại đi. Chu Tư Việt đang hàn bảng dây điện, ngẩng đầu liếc qua giáo sư Diệp một cái rồi lại cúi người ngang hàng với mặt bàn. Tính toán góc độ, mở ra xem lại lần nữa. Sau đó tháo kính bảo vệ mắt xuống đặt trên bàn. Thấp giọng hỏi em đã giải phương trình robot của khớp xoay sáu chục lần trước rồi. Cũng đã điều chỉnh hai hệ số D12. Đo lường hai lần, số liệu không có vấn đề. Giáo sư Diệp Ngạc Nhiên nhìn cậu, nhanh thế sao Chu Tư Việt cúi đầu dọn đồ. Đúng lúc điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Đinh Tiễn. Cậu nhìn qua rồi cho vào túi áo blau, nói với giáo sư Diệp, "Vâng, gần đây rảnh quá nên em khảo sát lại tất cả số liệu." Giáo sư Diệp gật đầu, "Robocon sắp bắt đầu rồi, những chuyện khác tạm gác qua một bên đã. Robocon tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm sau, nhưng đối với chu kỳ của một robot mà nói thì rất ngắn." Vì sau khi kết thúc một cuộc thi là phải lập tức đưa ra bản thiết kế mới cho cuộc thi sang năm. Gần đây Chu Tư Việt bề bộn nhiều việc, bận tới nỗi không có thời gian gặp Đinh Tiễn. Bên giáo sư Diệp lại không ngừng đưa số liệu khảo sát và mã chương trình cho cậu. Chu Tư Việt vừa trả lời tin nhắn của Đinh Tiễn, vừa thấp giọng đáp vâng. Sau đấy bên kia trả lời còn nhanh hơn. Điện thoại vừa được đặt xuống thì đã lại rung lên. Sa Địch nói tốt nghiệp xong sẽ đi làm nữ tiếp viên hàng không? chẳng qua là vừa nghĩ ra nên nói vậy thôi bình thường diệp từ lâm hiểu rất rõ chu tư việt chứng kiến cậu trưởng thành từ nhỏ không chuyện gì là có thể thoát khỏi ánh mắt của ông thấy cậu cúi đầu bấm điện thoại ông ho khan lại là cô bé kia hà chu tư việt ngẩng đầu nhìn ông điện thoại bỏ ở trên bàn lại lần nữa đeo kính bảo vệ mắt vào ngồi trên ghế nghiêng đầu tổng hợp lại các giá trị dữ liệu vâng diệp từ lâm nói sao con bé lại vào thanh hoa thầy hỏi là cậu cười thì thi vào thôi ờ hay cái thằng này thầy thuận miệng hỏi cũng không được hả có điều có chuyện này thầy phải nhắc nhở em chu tư việt ngẩng đầu ngũ quan của chàng trai khi đeo kính an toàn còn đẹp hơn ngày thường môi khẽ mím không bộc lộ biểu cảm gì ả à, yêu thì yêu nhưng đừng làm lỡ việc hợp tác với xích mã diệp từ lâm nhìn cậu nói đinh tiễn đang chuẩn bị cho lần làm phản điên cuồng đi shopping với từ xa xa một buổi chiều mua một túi mỹ phẩm dưỡng da với mấy bộ váy. Váy dài váy ngắn có đủ. Lúc ở cửa hàng đinh tiễn mặc thử cảm thấy không tệ. Nhưng đến khi về mặc thì lại thấy chẳng hợp lắm. Buổi tối có hẹn với Chu Tư Việt rồi. Cô nên mặc bộ nào cho hợp đây đợi đến khi cô thử hết tất cả váy thì trời đã tối. Điện thoại trên bàn rung lên. Đến rồi, đinh tiễn cởi bộ váy dài trên người ra. Chọn váy zin chữ A kèm áo tay ngắn màu trắng. Lại thả tóc xuống, đánh một lớp phấn nhạt bôi một lớp son dưỡng đứng trước gương mím môi một cái thật ra vóc dáng cô rất đẹp trước lồi sau vểnh chỗ cần có đều có bụng phẳng lì không chút thịt thừa ngoại trừ hơi lùn ra thì khá xinh xắn làn da xỉn màu đã được cô chăm sóc trong một năm học lại trở nên trắng bóc như trứng gà tóc đen xõa tung sau lưng ba người nhìn cô xoay một vòng một lúc lâu sau cùng la lên địch 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 lại một tiếng đủ phản lắm đủ phản lắm đủ phản lắm Hết chương 60 rồi à, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.